chương 241, nói hưu nói vượn lúc này trong phòng có rất nhiều người. Thị trường, ngài xem mảnh đất kia thế nào? Thẩm Nguyệt Lan ngồi ở trong đại sảnh đang mở miệng bàn chuyện chính sự. Mà Giang đồng nhiên thì ngồi ở ngay bên cạnh Thẩm Nguyệt Lan, lúc này cô ta đang tập trung tinh thần lắng nghe, hiển nhiên không chú ý tới bên ngoài lạc tú đã đến. Mảnh đất kia thì chịu rồi, một người đàn ông trung niên tầm khoảng hơn 40 tuổi khoát tay nói. Lúc này nhiệt độ còn chưa xuống thấp, thời tiết vẫn rất ấm áp, nhưng người này lại mặc áo lông rất dày, trông rất kỳ quặc, hơn nữa sắc mặt cũng trắng bệch, ấn đường biến thành màu đen. Càng lạ lùng hơn chính là bên người ông ta còn đặt ba cái máy sưởi. Thị trường, ngài xem chuyện này còn không phải dựa vào một câu nói của ngài sao. Thẩm Nguyệt Lan mặc váy liền màu đen, khí chất đoan trang, rất có phong thái. Audio điện tử võ tấn bền. Hây, chủ tịch thẩm này, mảnh đất bên kia là nơi đất tổ của người ta, nếu có thể phá thì tôi đã sớm phá, dù sao mình nó nằm giữa trung tâm thành phố thật sự không ra thể thống gì. Nhưng bọn họ là người miêu tộc, căn bản không thể đàm phán với bọn họ. Người đứng đầu thành phố Thanh Thủy Cao Mày nói, quả thật, nơi kia thuộc đất tổ của miêu tộc, người ta không đồng ý, căn bản không phá gỡ được. Lúc này Thẩm Nguyệt Lan vừa định mở miệng, Vạn Hồng Uy liền dẫn theo Lạc Tú vào. Chú, cháu dẫn người đến giúp chú khám bệnh, Vạn Hồng Uy cười nói. Mà Thẩm Nguyệt Lan và Giang Đồng Nhiên đảo mắt vừa thấy là Lạc Tú đều không khỏi kinh ngạc. Đương định chào hỏi thì người đứng đầu thành phố Thanh Thủy lại cướp lời mở miệng trước. Vớ vẩn, chú đang bàn chuyện chính sự trong này, cháu dẫn người tới làm gì? Người đứng đầu thành phố Thanh Thủy bỗng nhiên xây sầm mặt mày, trực tiếp quát lớn. Còn không phải tại cháu thấy bệnh của chú mãi vẫn chưa khỏi sao? hơn nữa người cháu mời đến không phải người bình thường mạnh hơn nhiều so với một số người được gọi là đại sư vạn hồng uy có chút tức giận nói thị trưởng lý vốn không mấy quan tâm đến chuyện này bởi vì với thân phận của ông ta nếu mà mê tín thì quả thật không phù hợp chút nào nhưng bệnh này của ông ta đến rất lạ lùng hôm nay tiết trời thế này mà ông ta vẫn thấy lạnh nếu không cần gặp khách thì chắc ông ta đã bọc chân quanh mình rồi nhưng ông ta thật sự không thích vạn hồng uy Vạn Hồng Huy làm gì tại thành phố Thanh Thủy, dù ít dù nhiều thì ông ta cũng có nghe qua một số tin đồn, chỉ là vẫn không có chứng cứ xác thực. Nếu không đã sớm cho người đi xử lý Vạn Hồng Huy rồi. Vì sự trong sạch của mình, ông ta vẫn cố gắng giữ một khoảng cách với Vạn Hồng Huy. Cho nên vốn đã không thích Vạn Hồng Huy, lúc này lại nhìn thấy đại sư mà Vạn Hồng Huy dẫn đến chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, nhất thời trong lòng càng thêm không thích. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa thì có bao nhiêu năng lực. Người thật sự có bản lĩnh phải kể đến vị ngồi bên cạnh ông ta đây, toàn thân người ta ngập trong mùi thảo dược, tinh thần phấn chấn, chỉ ngồi không ở đó cũng thấy có khí độ bất phàm. Hơn nữa hôm nay người bọn họ chờ đợi còn không phải vị ngồi bên cạnh này, vị ngồi bên cạnh này chỉ là một đồ đệ của vị đại sư lý còn chưa lộ diện kia mà thôi. Cho nên thị trưởng Lý chỉ nhìn thoáng qua rồi không thèm để ý đến Vạn Hồng Uy nữa điều này khiến cho vạn hồng uy có chút tức giận dù sao khó khăn lắm mới mời được lạc tú đến ai biết lại nhận về kết quả này nếu lúc này chọc giận lạc tú chuyện đó sẽ trở nên phiền phức trái lại lúc này giang đồng nhiên bỗng nhiên đứng lên bước nhanh đến bên cạnh lạc tú bổ nhào vào trên người anh gọi một tiếng đặc biệt thân thiết sao cậu lại tới đây sao chị lại tới đây hai người cùng lúc nói ra tôi có việc lạc tú cười nói tôi tới tìm đồng nhiên nơi này là đại sảnh đông người con làm vậy còn ra thể thống gì nữa thẩm nguyệt lan mở miệng quát lớn dì út đây là lạc tú mà con đã nhắc tới với gì trên mặt giang đồng nhiên hiện lên vẻ thẹn thùng không thèm quan tâm lạc tú đây là dì út của tôi tên bọn dì biết nhau thẩm nguyệt lan mở miệng sau đó chừng lạc tú một cái bà có ấn tượng không tệ về lạc tú nhưng lại không muốn giang đồng nhiên qua lại quá thân thiết với anh bởi vì với kinh nghiệm và mắt nhìn người của Thẩm Nguyệt Lan, bà đương nhiên có thể nhìn ra, Lạc Tú không phải người bình thường. Hoặc là nói bà vì muốn tốt cho Giang Đồng Nhiên, cho nên mới khuyên Giang Đồng Nhiên buông tay. Dạng đàn ông này là người mà Giang Đồng Nhiên không thể nắm trong tay. Ha ha, thị trưởng Lý yên tâm chớ vội nóng này, sư phụ tôi chắc cũng sắp tới rồi. Người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh thị trưởng Lý mở miệng nói. Không vội, sư phụ tiểu ngô, đúng rồi, chủ tịch thẩm hay là bà cũng ở lại nhìn xem, vị đại sư lý mà tôi mời đến là do một nhân vật lớn trong tỉnh giới thiệu cho tôi đó." Thị trưởng Lý mở miệng nói với Thẩm Nguyệt Lan. Thân phận của Thẩm Nguyệt Lan không chỉ đơn thuần là doanh nhân bình thường, về chuyện này, thị trưởng Lý đã quá rõ. Cho nên mới không dám đắc tội với Thẩm Nguyệt Lan. "Đúng rồi, sư phụ Tiểu Ngô, rốt cuộc bệnh này của tôi là sao?" Thị trưởng Lý mở miệng hỏi. "Sư phụ tôi nói Bệnh này của ngài e là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi." Tiểu Ngô bưng trà trên tràn lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp đoạn sau. "Khí thế này đúng là vô cùng có phong phạm của một bậc đại sư. Cái gọi là chúng ta ấy mà, nó nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều." Trông sư phụ Tiểu Ngô rất có lòng tin. "Bệnh này của ông chưa tính là gì, tôi kể ông nghe chuyện ngày trước sư phụ tôi gặp được, còn ly kỳ hơn nhiều." sự kiện xe buýt tuyến 375 chắc tất cả mọi người đều có nghe qua đúng không? Lúc ấy một người trẻ tuổi hơn nửa đêm còn ngồi xe buýt tuyến 375 ca đêm, sau đó có ba người đáng ngờ lên xe, lúc này một bác gái đột nhiên như nổi điên túm lấy một chàng trai nói cậu ta trộm tiền bạc của bà ấy. Hai người ẩm ý một hồi, sau cùng tài xế đuổi cả hai người xuống xe, lúc này bác gái kia mới nói, cậu nhóc tôi vừa cứu mạng cậu đấy, thì ra bác gái nọ phát hiện ba người vừa mới lên xe không có bóng, là quỷ. Quả nhiên ngày hôm sau có tin đưa, chiếc xe kia đã xảy ra chuyện, toàn bộ người trên xe đều chết. Nhưng chuyện mà sư phụ tôi gặp phải lại hoàn toàn ngược lại, cũng vẫn là chiếc xe đó, một bà cụ túm theo một thanh niên xuống xe, thanh niên kia có lẽ cũng đã nghe qua câu chuyện này, cho nên lúc ấy cứ ngốc nghếch đi theo bà cụ kia xuống xe. Lúc ấy nếu không phải sư phụ tôi có lòng tốt, cũng xuống xe theo thì có khả năng người trẻ tuổi kia đã chết luôn lúc ấy rồi. Bởi vì bà cụ kia mới đúng là thứ dơ bẩn, sư phụ tiểu ngô lại chậm gì gì uống một ngụm trà. Đám người trong phòng bị dọa cho hoàng hồn. Ngoài thầm nguyệt lan im lặng không có vẻ gì. Cũng chỉ có lạc tú ở bên lắc đầu. Lạc tú, cậu không tin lời anh ta nói sao? Giang đồng nhiên thấy lạc tú lắc đầu bèn hỏi. Dù sao thì cô ta cũng có hơi tin. chương 242, lại gặp đại sư lý những lời này không phải do thị trưởng lý nói mà là cái vị gọi là sư phụ tiểu ngô kia nói người trẻ tuổi cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói lung tung đâu sư phụ tiểu ngô cười khẩy một tiếng trực tiếp đứng lên vốn không muốn dạy dỗ cậu nhưng ở ngay trước mặt tôi ngay trước mặt thị trưởng lý mà dám dõng dạc nói tôi là kẻ lừa đảo sao sư phụ tiểu ngô vừa nói xong lại càng thêm tức giận nhất thời khiến cho thị trưởng lý cũng đen mặt theo vị sư phụ tiểu ngô này là người ông ta tiêu một số tiền lớn để mời đến sau lưng cậu ta còn có vị đại sư lý thần bí kia những lời này của lạc tú đã trực tiếp chọc giận người ta điều này khiến cho thị trưởng lý cũng giận lây sang cả lạc tú ông ta trực tiếp không cho thái độ hòa nhã nữa mà những người khác trong phòng cũng đứng lên lạnh lùng nhìn lạc tú tôi hỏi cậu một câu cậu có hiểu vọng văn vấn thiết trong trung y không cậu có biết tầm long vong mạch và chu dịch bát quái trong phong thủy không? Cậu đã từng đọc qua thiên can địa chi, kỳ môn độn giáp của đạo gia chưa? Tôi đi theo sư phụ tôi mười mấy năm, dốc lòng học tập, có thể nói trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà còn không dám thuận miệng nói người khác là kẻ lừa đảo trước mặt mọi người, cậu đúng là người mang tư tưởng xấu. Sư phụ tiểu ngô vung tay, lạnh lùng quát lớn. Ồ, lạc tú cười khinh miệt. Thật biết tâng bốc mình. Câm mồm, người trẻ tuổi, cậu thật không biết tốt xấu gì cả." Một lão trung y ở bên đứng lên. Đại sư Tiểu Ngô là người mang tuyệt học, một tay thi châm có thể nói là xuất thần nhập hóa, lão già tôi bị phong thấp hơn 30 năm ấy vậy mà được trị khỏi chỉ trong chốc lát, cậu lại dám nghi ngờ đại sư Tiểu Ngô." Lão trung y bỗng nhiên mở miệng nói. Ông ta là lão trung y nổi tiếng thành phố Thanh Thủy, một thân y thuật có thể nói là đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng lại không trị được hết bệnh cho chính mình sau cùng vẫn là nhờ vị đại sư tiểu ngô này chữa khỏi mà sư phụ của đại sư tiểu ngô kia quả thực chính là truyền kỳ trong mắt mọi người lúc này nhìn thấy lạc tú nghi ngờ đại sư tiểu ngô lão trung y nọ đương nhiên có lòng bất mãn há có thể dễ dàng tha thứ hơn nữa ông ta cũng đã từng xem qua bệnh này của thị trưởng lý nhưng đến ông ta cũng phải bó tay chịu trói vạn hồng uy nhìn thấy những người này tỏ thái độ với lạc tú đương nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi dù sao Lạc Tú cũng là người anh ta mời đến, hơn nữa còn phải tốn một số tiền rất lớn. Vạn Hồng Uy, rốt cuộc cháu đang làm gì vậy? Cố ý tìm người tới quấy rối hả? Thị trưởng Lý tức giận quát lớn với Vạn Hồng Uy. "Không phải, chú, ngài là thật sự không phải người tầm thường." Vạn Hồng Uy lo lắng giải thích. "Hừ, không phải người tầm thường? Một tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi, cháu còn nói không phải người tầm thường?" Mấy năm qua chú thấy cháu làm việc càng ngày càng thái quá, không chỉ không biết thu liếm, hiện giờ còn tìm tới một tên nhóc miệng còn hôi sữa giả làm đại sư. Thị trưởng Lý trực tiếp mắng vạn hồng uy. Lập tức đi ra ngoài cho chú. Thị trưởng Lý đứng lên quát lớn. Chờ đã, thị trưởng Lý, dù gì tôi cũng là người có thân phận, hôm nay cậu ta đối diện trực tiếp mắng tôi là kẻ lừa đảo, đương nhiên phải trả lại công bằng cho tôi. Sư phụ tiểu ngô có vẻ không định cứ thế bỏ qua chuyện này anh ta quay đầu cười khẩy nhìn Lạc Tú. Người trẻ tuổi, hôm nay nếu không cho cậu một bài học khiến cậu nhớ đời, chỉ sợ ngày sau không biết cậu còn cuồng vọng đến cỡ nào. Thị trưởng Lý, ngài xem giải quyết chuyện này ở đây đi. Thẩm Nguyệt Lan đúng lúc đứng ra mở miệng nói. Thẩm Nguyệt Lan mở miệng thì chuyện không dễ làm rồi. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính trùm chợ huyện VN. Dù sao thân phận của Thẩm Nguyệt Lan còn đặt ở đó, mà sư phụ tiểu ngô hình như cũng biết chút ít, ý của anh ta chỉ là muốn cho lạc tú một bài học thôi. Dù sao tên nhóc miệng còn hôi sữa này dám nói thẳng vào mặt anh ta là kẻ lừa đảo, anh ta có thể nhịn được sao? Thật ra rốt cuộc thị trưởng lý bị bệnh gì, nói thật anh ta cũng không biết. Nếu muốn luận bản lĩnh, anh ta nào có bản lĩnh thật sự? Chỉ là sư phụ anh ta thuận miệng nói một câu có khả năng là chúng ta thôi. Nhưng nếu cứ thế mà bị lạc tú nói thành kẻ lừa đảo, anh ta đương nhiên không vui. Nếu chủ tịch Thẩm đã mở miệng, tôi đây sẽ nể mặt chủ tịch Thẩm vậy. Cậu nói xin lỗi tôi, chuyện này coi như thôi." Sư phụ Tiểu Ngô ngồi lại ghế dựa, bắt chéo chân, rất ra dáng đại sư. Nhưng Lạc Tú thì lại lắc đầu. "Vạn Hồng Huy, chuyện này nếu tôi đã nhận tiền của anh thì theo lý tôi nên nể mặt anh giúp anh giải quyết chuyện này." Lạc Tú bỗng nhiên cười khẩy. "Nhưng anh cũng thấy đấy, nếu chú anh đã bằng lòng tin kẻ lừa đảo này vậy thì chuyện không còn liên quan gì đến tôi nữa lạc tú nói tới đây định xoay người rời đi anh cũng coi như là người có thân phận nhưng nếu vị thị trưởng lý này đã không biết điều vậy thì anh đi là được giang đồng nhiên thấy lạc tú muốn đi lúc này đương nhiên cũng đứng lên đi theo lạc tú còn muốn chạy ư lúc này có vẻ sư phụ tiểu ngô không định bỏ qua cho anh nữa anh muốn tự tìm rắc rối cho mình sao lạc tú quay đầu nhíu mày tôi thấy cậu mới là người tự tìm rắc rối cho mình đó sư phụ tiểu ngô cười khẩy một tiếng lạc tú ở trong mắt anh ta chỉ là một thằng oắt con tuy anh ta không có bản lĩnh gì nhiều nhưng cũng học được từ sư phụ anh ta mấy chiêu phòng thân một cây ngân châm lặng lẽ bị anh ta kẹp ở hai đầu ngón tay động tác rất nhỏ này giấu giếm được người khác nhưng lại không thể giấu được lạc tú lạc tú không khỏi nhếch miệng cười nếu như cậu không xin lỗi vậy cũng đừng hối hận Dầm. Sư phụ tiểu ngô còn chưa nói xong, lạc tú đã ra tay, một cước trực tiếp đá bay sư phụ tiểu ngô ra ngoài. Sư phụ tiểu ngô nào đỡ được một cước của lạc tú, chúng một cước này, ít nhất anh ta cũng phải gãy mấy cây xương sườn. Anh ta quỳ dạp trên mặt đất miệng phun máu tươi, chỉ chốc lát sau đã ngã xuống. Thật to gan, cậu có biết tôi là ai không? Thị trưởng Lý lập tức nổi giận. Dù gì ông ta cũng là người đứng đầu thành phố Thanh Thủy, lại có người dám đánh khách quý ngay trong chính nhà mình ông ta sao? Thế này còn ra thể thống gì nữa? Chú chú, chú tuyệt đối đừng kích động." Vạn Hồng Huy vội vàng tiến lên ngăn cản. "Anh ta vốn có ý tốt nhưng ai nghĩ đến chuyện sẽ phát triển thành tình huống như vậy. Nếu hôm nay chú mình gây chuyện với Lạc Tú vậy thì không đời rồi." Chương 243: Cách cháu gái tôi xa một chút Lạc Tú và đại sư Lý biết nhau. Chuyện này thì đúng là khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa trong tình huống này thấy thế nào cũng là đại sư Lý rất sợ Lạc Tú. Nhất thời ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía hai người này. "Sư phụ, cậu ta. Mẹ nó, ngậm miệng, không thấy đây là tình huống gì hay sao?" Đại sư Lý phẫn nộ quát đồ đệ của mình. Sau đó lại quay đầu, trên mặt mang theo vẻ áy náy mở miệng nói. "Xin lỗi, ngài Lạc, tôi không biết ngài cũng ở trong này." Mọi người nhìn thấy tình thế xoay chuyển, ngay cả đồ đệ tiểu ngô của đại sư lý cũng phải trợn tròn mắt không sao tôi vốn đến để chữa bệnh kết quả đồ đệ này của ông lại nói người ta chúng ta còn muốn xử lý luôn cả tôi lạc tú khoanh tay mở miệng nói ngài lạc là tôi quản giáo không nghiêm vẫn mong ngài thứ tội cho đại sư lý rất biết tự mình hiểu lấy mình hoặc là nói ông ta cực kỳ thông minh lần trước có thể chạy thoát khỏi hải đông đó là vì ông ta ăn may bởi vì ông ta biết nếu Lạc Tú muốn bắt ông ta thì ông ta nhất định không chạy được. Từ đó về sau, ông ta không dám đến Hải Đông nữa, dù sao lỡ đụng chúng Lạc Tú thì không chắc còn may mắn được như lần trước hay không. Ai ngờ trở lại tương Tây bên này rồi mà vẫn có thể gặp lại Lạc Tú. Cái số này của ông ta đúng thật là chó má. Mọi người thấy vị đại sư lý vốn được đồn là vô cùng kỳ diệu kia lại kiên kỵ và tôn kính Lạc Tú như vậy là biết có chuyện xấu rồi. Đặc biệt là thị trưởng Lý, nhìn tình huống này thấy thế nào cũng không đúng. Hôm nay chẳng lẽ ông ta thật sự có mắt như mù, đắc tội với người ta rồi sao? Đại sư Lý, ngài đây là, thị trưởng Lý vội vàng hỏi, dù sao chuyện cũng liên quan đến sống chết của mình. Có ngài lạc ở đây thì đừng gọi tôi là đại sư làm gì. Đại sư Lý thật không dám sĩ diện trước mặt lạc tú. Luận bản lĩnh y học, tôi chỉ có chút tài mọn, ngài lạc mới là người học đạo chân chính. Thế bệnh này của tôi bệnh này của ông đúng là không phải chúng ta, tuy tôi không dám khẳng định, nhưng chắc chắn là chúng thi độc, không sai đâu. Có lạc tú ở đây, đại sư Lý cũng không dám nói bậy nữa. Vừa dứt lời, nhất thời sắc mặt lão trung y nọ lập tức đỏ ao. Thật sự là thi độc sao? Hơn nữa cái tên tiểu ngô kia còn thật sự là kẻ lừa đảo ăn nói bừa bãi. Thế đại sư Lý, tôi phải làm sao? Thị trưởng Lý lại hỏi. Thứ cho tôi bất lực, bệnh này tôi không chữa được, bởi vì độc của ông đã ngấm vào nội tạng nếu thị trưởng lý thật muốn giải độc sợ là còn phải phiền ngài lạc ra tay đại sư lý nói xong câu đó thì nhìn về phía lạc tú ngài lạc ngài xem tôi có thể đi được chưa đi đi lạc tú trái lại không làm khó đại sư lý vừa nghe thấy thế đại sư lý gần như co cẳng mà chạy đến đồ đệ của mình cũng không thèm quan tâm nói đùa vừa rồi tim ông ta còn suýt nhảy ra khỏi cổ họng đây này nếu như lạc tú thật sự ra tay với ông ta ông ta thật sự sợ hôm nay sẽ bỏ mạng tại nơi này nhưng đại sư lý vừa đi mất hiện trường bỗng trở nên xấu hổ thị trưởng lý bỗng nhiên hối hận vừa nãy mình lại thất lễ với vị đại sư chân chính hơn nữa lúc nãy còn suýt chút nữa nảy sinh xung đột với người ta nhưng câu nói trước khi đi của đại sư lý vẫn còn văng vẳng bên tai muốn chữa được bệnh thật sự phải nhờ đến lạc tú ra tay ngài lạc vừa rồi đều là hiểu lầm hiểu lầm thị trưởng lý lập tức thay đổi sắc mặt mở miệng nói hiểu lầm lạc tú cười khẩy một tiếng hiện tại tin tôi rồi sao muộn rồi lạc tú kéo giang đồng nhiên đi ra ngoài ngài lạc xin dừng bước xin dừng bước mà bệnh này của tôi phải làm sao phú quý tự có mệnh sống chết tại trời liên quan gì đến tôi lạc tú cười khẩy một tiếng không thèm quay đầu lại mà rời đi Chủ tịch Thẩm, không phải bà biết cậu ta sao? Hay là bà giúp tôi nghĩ cách đi, tôi sẽ giúp bà nghĩ cách chuyện mảnh đất kia. Lúc này thị trưởng Lý lại bắt đầu cầu xin Thẩm Nguyệt Lan. Chúng tôi đúng là biết nhau, nhưng không quen thân đến nỗi đó đâu thị trưởng Lý, hơn nữa vừa rồi thái độ kia của ông, nếu đổi lại hiện tại là ông, ông còn bằng lòng ra tay giúp không? Thẩm Nguyệt Lan ăn ngay nói thật. Hơn nữa diễn biến sự việc xoay chuyển thật sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Cháu vạn hay cháu xem giúp chú chuyện này đi thị trưởng lý lại nhìn về phía vạn hồng uy dù sao có ai mà không sợ chết đâu chú ai nói thật địa vị của người ta còn ở đó nếu không phải cháu đi cầu xin người ta chú đừng hòng mời được người ta hiện tại chú lại đi đắc tội với người ta mất rồi vạn hồng uy thở dài một tiếng còn không phải tại chú không biết sao nếu không cháu bảo cậu ta nể mặt chú tí đi chú à thứ cho cháu nói chứ cái thể diện kia của chú không đủ để người ta nể đâu. Vạn Hồng Uy lắc đầu rồi đi luôn. Nể mặt mũi ông à? Chó má gì vậy? Nếu không phải tôi có quen biết với người ta, còn tiêu tốn những 30 triệu để cầu xin người ta, người ta có thể tới sao? Kết quả người ta đến rồi, chú lại đối xử với người ta như vậy. Vừa rồi đến chính Vạn Hồng Uy còn thấy nổi nóng. Huống chi là Lạc Tú. Mà Vạn Hồng Uy vừa dứt lời, thị trưởng Lý thật sự nóng này mày nói xem tại sao mày không đàng hoàng khách khí nói chuyện với người ta hả giờ thì sướng chưa cũng chỉ bởi vì mày không có mắt nhìn mà khinh thường người ta cho nên hoàn toàn đắc tội với người ta rồi nhưng ông ta vẫn không thể từ bỏ chuyện này tìm khắp một vòng cũng không ai có thể chữa khỏi cho bản thân lạc tú là niềm hy vọng duy nhất của ông ta chuyện này chờ hồi sau còn phải đi xin lỗi rồi cầu xin người ta nữa tôi nói này tiểu tú sao trông như ai cậu cũng biết thế hơn nữa còn toàn là những nhân vật có máu mặt giang đồng nhiên kéo lạc tú mở miệng nói khụ chị nhiên nhiên thế giới này chính là nhỏ bé kỳ diệu như vậy đấy tôi có cách nào đâu lạc tú cười thật sự bất đắc dĩ không biết giải thích thế nào được rồi còn dám có bí mật với chị nhiên nhiên của cậu hả lần trước cậu và cô chủ nhà họ giang kia là có chuyện gì hả Tôi không tin tối hôm đó cậu không làm gì người ta nha." Giang Đồng Nhiên đang xách cặp quần chuẩn bị xử lý Lạc Tú. Thẩm Nguyệt Lan theo sau lại vội ho một tiếng. "Đừng làm loạn, đợi lát nữa em họ giật phi của con sẽ tới đó." Thẩm Nguyệt Lan mở miệng nói. Bà phải nghĩ cách để cho Giang Đồng Nhiên hết hy vọng, Lạc Tú này càng nhìn càng thấy không phải người mà Giang Đồng Nhiên có thể gửi gắm cả đời. Chương 244, thành chị em kết nghĩa. Tại trung tâm thành phố lúc này đèn điện mới lên, ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ. Bên cạnh con đường dành riêng cho người đi bộ là đủ các cửa hàng từ trang sức, quán Starbucks, quán trà sữa, v, v, tràn ngập hơi thở hiện đại. Người đi đường nhốn nha nhốn nháo, cả con đường tràn ngập phồn hoa. Chỉ riêng nơi xa có một ngôi từ đường đứng sừng sững trên đường dành riêng cho người đi bộ, mái ngói cổ xưa u ám thật sự không hợp nơi này. Từ đường kia chiếm diện tích rất lớn lúc này giang đồng nhiên dẫn theo lạc tú và thẩm nguyệt lan đi đến chị cũng chỉ thuận miệng nói thôi cậu đừng coi là thật dù sao cũng là mảnh đất gì nguyệt lan muốn bà muốn mảnh đất này làm gì lạc tú nhíu mày hỏi mở viện mồ côi thẩm nguyệt lan thở dài một tiếng bà đương nhiên không biết lạc tú có bản lĩnh lấy được mảnh đất này dù sao câu nói vừa rồi của giang đồng nhiên hiển nhiên chỉ là một câu nói đùa ai nghe cũng hiểu cho nên bà cũng không kiêng kỵ gì thật ra bao nhiêu năm qua dì Nguyệt Lan vẫn đi tu sửa viện mồ côi ở khắp nơi trên cả nước là vì đã từng làm việc trái lương tâm sao? lạc tú trêu chọc nói nói cái gì vậy hả? là vì con của dì ấy giang đồng nhiên mới nói được một câu đã bị thẩm Nguyệt Lan chừng cho một cái nhất thời không dám nói thêm nữa đó vẫn luôn là tâm bệnh của thẩm Nguyệt Lan tôi muốn hỏi bà một chuyện chủ tịch thẩm bà có quan hệ gì với nhà họ thẩm ở yên kinh không lạc tú bỗng nhiên đổi giọng hỏi bởi vì đây là chuyện quyết định lạc tú có giúp thẩm nguyệt lan hay không nếu thật sự có quan hệ với nhà họ thẩm ở yên kinh vậy thì lạc tú sẽ không giúp có điều thật ra lạc tú hỏi câu này là sai rồi bởi vì thẩm nguyệt lan và nhà họ thẩm có quan hệ rất phức tạp với nhau nhưng bà lại không muốn thừa nhận mình có dính líu gì đến nhà họ thẩm cho nên đáp án hiển nhiên là không có quan hệ gì thẩm nguyệt lan thoáng có chút mất hứng giang đồng nhiên thì lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng cũng không vạch trần thẩm Nguyệt Lan. Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ giúp bà chuyện này. Lạc Tú bỗng nhiên mở miệng nói. Hả, cậu thật sự coi là thật hả? Nhóc con, tôi không tin cậu có bản lĩnh giành được mảnh đất này. Thẩm Nguyệt Lan cười nói. Dù sao mảnh đất này đến thị trường cũng không dám động vào. Dì Nguyệt Lan, không nên nói những lời này trước mặt tiểu tú đâu. Từ lúc con biết cậu ấy tới nay, phàm là những ai nói lời này trước mặt cậu ấy, đều bị vả mặt đó hiển nhiên giang đồng nhiên đã đứng về phía người ngoài rồi hừ gì vẫn không tin thẩm nguyệt lan cười nói nếu cậu ta thật sự có thể làm được gì đây sẽ nhận cậu ta làm em trai kết bái chị em với cậu ta thẩm nguyệt lan mở miệng nói nhưng sắc mặt giang đồng nhiên bỗng nhiên có chút không đúng thế chẳng phải cháu phải gọi cậu ấy là cậu sao giang đồng nhiên lập tức cảm thấy có chút không thích hợp lời này của thẩm nguyệt lan không phải là nói đùa bà thật sự muốn làm như vậy thứ nhất không biết vì sao bà cứ cảm thấy đứa nhỏ lạc tú này rất được thứ hai bà lại không muốn làm lỡ dở cuộc đời của cháu gái mình nếu lôi kéo lạc tú thành chị em kết nghĩa vậy thì cô cháu gái này của bà cũng không thể yêu đương với cậu mình đúng không quả thực chính là một kế hoạch hoàn mỹ được rồi chuyện này thì thôi vậy lạc tú vừa nghe thế nhất thời có chút xấu hổ vội vàng xua tay tôi cũng không chắc chắn nhưng cứ để tôi thử xem lạc tú lấy điện thoại gọi một cuộc được hiểu rồi ngài là đang nói đến mảnh đất ở trung tâm thành phố kia đúng không a à, phổ tử khôi ở bên kia điện thoại nghe xong coi như đã hiểu nếu là người khác chuyện này nhất định không được nhưng nếu ngài lạc đã mở miệng vậy thì không được cũng phải được a à, phổ tử khôi cười nói lạc tú coi như số may trùng hợp mảnh đất kia thật đúng là thuộc dòng tộc của a à phổ tử khôi hơn nữa sau khi được chứng kiến thực lực của lạc tú trong lòng a phổ tử khôi sao lại không muốn móc nối quan hệ với lạc tú chứ chỉ là một mảnh đất thôi có tính là gì hiện tại tôi mang hợp đồng chuyển nhượng đến cho anh nhé a phổ tử khôi làm việc rất sảng khoái được lạc tú báo địa chỉ sau đó cúp điện thoại xong lạc tú nói với thẩm nguyệt lan và giang đồng nhiên xong giang đồng nhiên có chút kinh ngạc đừng nghe cậu ta ba hoa khoác lác Thẩm Nguyệt Lan cười nói. Lát nữa hợp đồng sẽ được đưa đến. Lạc Tú mở miệng nói. Thấy thế Thẩm Nguyệt Lan thôi cười. Thật sự xong rồi ư. Xong rồi, lát nữa hợp đồng đến chẳng phải bà sẽ biết sao. Lạc Tú nhún vai mở miệng nói. Được đó, nhóc con. Thẩm Nguyệt Lan vỗ bả vai Lạc Tú. Đồng thời cũng thầm kinh hãi. Nào nói cho tôi biết sốt của cậu nhóc cậu là cậu chủ của của gia tộc nào hả? Thẩm Nguyệt Lan đột nhiên hỏi đến nữ hoàng kinh doanh trong nước như thẩm nguyệt lan cũng không khỏi nhìn lạc tú bằng ánh mắt khác chỉ tiếp xúc với lạc tú ngắn ngủn mấy lần bà đã phát hiện lạc tú thật sự cực kỳ ưu tú cũng không biết cha mẹ nhà ai có phúc thế có thể có được cậu nhóc cậu làm con trai thẩm nguyệt lan có chút hâm mộ mở miệng nói đồng thời trong mắt hiện lên vẻ đau thương con của mình thì sao có thể cũng xuất chúng như vậy không đại khái chắc là không rồi dù sao có lẽ hoàn cảnh sống của nó cũng không được tốt lắm hoặc có lẽ bây giờ nó chỉ là một người bình thường đang làm công ăn lương tại một công ty bình thường sau đó trải qua một cuộc sống bình thường nhỉ không biết có cô gái nào thích nó không có thể được phái nữ yêu thích như cậu nhóc này không thẩm nguyệt lan không khỏi thở dài một tiếng sau đó kéo lạc tú đến miếu thành hoàng đi đi kết nghĩa chị em với tôi thẩm nguyệt lan hớn hở nói không được chúng ta không thể làm loạn bối phận. Lạc Tú cười tránh thoát tay của Thẩm Nguyệt Lan. Nhóc con, đừng khinh thường tôi. Dì Nguyệt Lan, dì đừng đùa nữa, nếu không dì cứ nhận cậu ấy làm con nuôi đi. Giang Đồng Nhiên ở bên cười nói. Vậy không được, con dì nhất định phải là nhân vật hô mưa gọi gió, khuấy động thiên hạ cơ. Thẩm Nguyệt Lan có chút trột dạ nói phét. mươi 245, giúp cô bán nhé, giật phi, con đến rồi à. Thẩm Nguyệt Lan cười nói chị tiểu nhiên, vị này là... Giang giật phi mở miệng hỏi, giọng điệu mang theo cảm giác cả vú lấp miệng em. Đây là bạn chị, Giang đồng nhiên vốn muốn nói là bạn trai, nhưng lại bị thẩm nguyệt lan trừng mắt một cái nên không dám mở miệng nói vậy. Ô, chào anh, tôi là Giang giật phi, em họ của chị tiểu nhiên. Giang giật phi vươn tay muốn bắt tay với Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lại thấy được chuỗi Phật Châu trong tay Giang Giật Phi giống y như Phật Châu mà Thẩm Nguyệt Lan đeo. Chỉ khác chính là, khí tức hoàn toàn trái ngược. Bên trong hạt Phật châu của Thẩm Nguyệt Lan chứa đầy oán niệm tà ác, đang hấp thu sinh mệnh cùng vạn thế của Thẩm Nguyệt Lan. Mà Phật châu trong tay Giang Dật Phi thì lại bổ sung sinh mệnh và vận thế cho Giang Dật Phi. Đây là một bộ. Nói cách khác, hai chuỗi Phật châu này có tác dụng hút vận thế và sinh mệnh của Thẩm Nguyệt Lan cung cấp cho Giang Dật Phi. Hơn nữa xem ra chuỗi Phật châu này không chỉ mình Giang Dật Phi có, mà còn có cả những người khác nữa chỉ có điều chắc thẩm nguyệt lan không biết những chuyện này tiểu tú em họ chỉ đang muốn bắt tay với cậu đấy giang đồng nhiên nhắc nhở nhưng lúc này giang giật phi bỗng nhiên rút tay về anh tốt nhất là cách xa chị tiểu nhiên của tôi một chút giang giật phi bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy giật phi thẩm nguyệt lan cau mày nói gì lan đừng giận cháu chỉ nói đùa anh ta thôi giang giật phi cười khẩy với lạc tú anh ta không nói đùa anh ta là vị thái tử gia của tập đoàn Thiên Dược, con trai của nhà họ Giang, cũng coi như là một cậu ấm vô cùng cao quý. Hơn nữa trong lòng anh ta vẫn còn chút suy nghĩ không phù hợp với Giang Đồng Nhiên, lúc này nhìn thấy Lạc Tú và Giang Đồng Nhiên đứng cạnh nhau, anh ta đương nhiên có chút không vui. Quan trọng hơn là, với thân phận và địa vị của anh ta, anh ta đương nhiên khinh thường người như Lạc Tú. Bất kể Lạc Tú đến đây vì điều gì, anh ta đều có thể tùy ý nghiền áp giật phi em tới tương tây làm gì giang đồng nhiên bỗng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người nên vội vã nói sang chuyện khác tập đoàn thiên dược có một số việc cần em tới xử lý hơn nữa bên hoa đông xuất hiện một thiếu niên tông sư không biết gì lan có từng nghe qua chưa giang giật phi mở miệng nói thiếu niên tông sư thẩm nguyệt lan không khỏi cả kinh bà lớn lên ở yên kinh nên đương nhiên biết thế nào là tông sư thậm chí truyền kỳ cả một thế hệ như lâm hóa long bà cũng từng gặp qua vài lần rồi tông sư có ý nghĩa gì, bà đương nhiên biết rõ ràng. Đó là sự tồn tại liên quan đến sự hương suy của cả một gia tộc. Hơn nữa đây còn là thiếu niên tông sư. Thế chẳng phải là thành tựu ngày sau còn đáng sợ hơn hay sao? Con xác định là thiếu niên tông sư ư, thẩm Nguyệt Lan vẫn có chút không dám tin. Không chỉ là thiếu niên tông sư, mà còn là người đứng đầu hoa đông, dì Lan, chắc gì biết phong thiên lôi chứ. Phong thiên lôi có phách không trưởng sao? Thẩm Nguyệt Lan ở Hoa Đông từ rất lâu trước kia, cho nên sao có thể chưa từng nghe qua chứ? Đó chính là nhân vật thành danh từ rất lâu rồi. Lần trước ông ta đã bị thiếu niên tông sư đập chết rồi. Giang giật phi cười nói. Hả, thế chẳng phải là hiện tại hoa đông đại loạn rồi sao? Loạn không được, vị thiếu niên tông sư kia có thủ đoạn vô cùng máu lạnh, cháu áng chừng anh ta có thể sánh ngang với lâm hóa long rồi. Giang giật phi mở miệng nói nhà họ sở và nhà họ giang ở Hải Đông đã từng phong quang vô hạt, nở mày nở mặt cỡ nào. Một, thế nhưng cũng bị vị thiếu niên tông xưa kia nhổ tận gốc. Lời này khiến cho thẩm Nguyệt Lan bỗng thay đổi sắc mặt, hai mươi mấy năm trước lúc bà còn ở Hải Đông, hai nhà này đã là nhà giàu ăn sâu bén dễ tại đây, không nghĩ tới lại bị người ta giết chết. Thế này thì phải thủ đoạn cỡ nào chứ? Hơn nữa cho dù là lâm hóa long lúc còn trẻ chỉ sợ cũng không làm được đến trình độ này đâu có điều bây giờ nhà họ Thạch lại mời vị thiếu niên tông sư kia đến, chắc anh ta cũng chuẩn bị đến đây rồi. Trên mặt Giang Giật Phi hiện lên vẻ đắc ý. Y cháu là muốn kéo gần quan hệ với người này, nhìn xem có thể tranh thủ mời người đến nhà họ Giang hay không. Giang Giật Phi cười nói. Nếu nhà họ Giang có thể mượn sức nhân vật bậc này, vậy thì quả thật giống như hổ thêm cánh, có thể nói là bay lên trời được rồi. Nếu có thể lôi kéo đến nhà họ Giang, ngày sau nhà họ Giang sẽ có hai vị tông sư thế thì khó mà so sánh nổi. Thẩm Nguyệt Lan than thở một tiếng. Thiếu niên tông sư đấy. Ở trong mắt người bình thường, đây đã là truyền kỳ của một thế hệ rồi. Được rồi, bạn của cháu cũng đã đến đây. Giang giật phi ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có một nam một nữ đi tới. Lạc Tú. Một nam một nữ không ai khác, chính là Lưu Văn Vĩ và Vu Sa Sa. Mấy đứa biết nhau à? Thẩm Nguyệt Lan và Giang đồng nhiên cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ, sao lạc tú này ai cũng biết thế. Hừ, không chỉ là biết, chúng tôi còn rất quen thân đó. Lưu Văn Vĩ cười khẩy một tiếng. Lạc tú, đừng tưởng rằng có dòng tộc A Phổ làm chỗ dựa cho cậu thì cậu tưởng mình giỏi. Không có dòng tộc A Phổ, cậu chẳng là cái đinh gì. Tôi chỉ cần một bàn tay là có thể đập chết cậu. Lưu Văn Vĩ lại cười khẩy nói. Xét cho cùng anh ta vẫn cứ cảm thấy Lạc Tú chỉ là người bình thường, nếu có ra tay thì mười Lạc Tú cũng không thể địch lại mình. Hơn nữa gia tộc A Phổ cũng sắp xong đời rồi, nhà họ thạch chúng tôi đã mời được người đứng đầu Hoa Đông, vị thiếu niên tông sư kia, chờ nhân vật kia đến, để tôi xem gia tộc A Phổ còn có thể càn quấy được bao lâu. Tôi chịu mấy bà tai kia cũng không uổng phí, Lưu Văn Vĩ lạnh lùng nói. Lần này nhà họ thạch vốn chỉ ôm thái độ thử xem, không nghĩ tới thật sự có thể mời được vị thiếu niên tông sư đệ nhất Hoa Đông kia tới. Nếu vị thiếu niên tông sư kia đến, ai còn có thể là đối thủ của anh ta? đến lúc đó gia tộc a phổ cái gì còn không phải để mặc cho người ta bóp chết ư không có gia tộc a phổ lưu văn vĩ thấy việc bóp chết lạc tú chỉ như bóp chết một con kiến mà vu xa xa thì thở dài một tiếng cô ta không nghĩ tới lạc tú đã đắc tội với lưu văn vĩ mà còn dám ở lại đây lưu văn vĩ vốn không phải người bình thường nếu xuống tay với lạc tú thì lạc tú có thể thật sự không có sức chống đỡ đôi bên vừa nhìn là biết có thủ oán căn bản không cần phải nói Thẩm Nguyệt Lan và Giang Đồng Nhiên đương nhiên phát hiện ra chuyện này. May mà hai người kia đều là người cực kỳ thông minh. Tiểu Tú, đi mua đồ với chị đi. Giang Đồng Nhiên túm lạc Tú rời đi. Hiển nhiên muốn tách đôi bên ra. Dù sao Giang Đồng Nhiên cũng rất hiểu tính tình lạc Tú. Vừa rồi nếu không có Thẩm Nguyệt Lan và mình ở đây, sợ là đôi bên đã ra tay đánh nhau rồi. Một bên là người đàn ông mình thích, một bên là bạn của em họ mình, Giang Đồng Nhiên nhất định không hy vọng hai phe nổi lên xung đột. Cho nên mới túm lạc tú đi. Mà Thẩm Nguyệt Lan thì nói mấy câu quấn lấy đám người Giang Giật Phi. Chẳng qua Lưu Văn Vĩ vẫn có chút không cam lòng, cho nên ném cho Giang Giật Phi một ánh mắt. Ý chính là nhất định phải tìm cơ hội đá cho Lạc Tú mấy cước. Vừa hay Giang Giật Phi cũng ngứa mắt Lạc Tú, cho nên đương nhiên đáp trả lại Lưu Văn Vĩ một ánh mắt yên tâm. Hai người đều là cậu ấm nhà quyền quý, đặc biệt là Giang Giật Phi, anh ta quả thật có lai lịch lớn, là đại thiếu Yên Kinh, con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Dược. Cho nên sẽ không để Lạc Tú vào mắt. Giang Đồng Nhiên thì kéo Lạc Tú tới một quán ven đường. Bên này cái gì cũng bán. Audio điện tử võ tấn bền. chương 246, đầy kịch bản, anh bán hết giúp tôi ư. Nhầm tư vũ sừng sốt. Chỗ của tôi có rất nhiều thảo dược. Nhầm tư vũ tưởng lạc tú đang nói đùa. Quầy hàng của cô ta có không ít thảo dược, cho dù người bình thường mua lại toàn bộ cũng dùng không hết. Hơn nữa có mấy cây thảo dược có giá cả rất đắt đỏ. Trên thực tế, cô ta bày hàng ở đây, 2-3 ngày có thể bán được một cây đã tốt lắm rồi. Giống như mấy cây nhân sâm, hà thủ ô, mai rùa, hổ tiên kia hoàn toàn lấy ra để lấp đầy mặt hàng, chứ không thể nào bán đi được. Đây vốn là quầy hàng của ba cô ta, nếu không phải vì ba cô đang bị bệnh thì cô ta cũng sẽ không tới đây thì sao chứ? lạc tú lên tiếng hỏi. có lẽ nhậm tư vũ cảm thấy anh trai này rất biết nói đùa, nên mới gật đầu nói. thôi được rồi, không cần phải là toàn bộ. cho dù anh bán được một nửa thì tôi không những nói cho anh biết mấy loại thảo dược này được hái từ đâu, mà còn đích thân dẫn anh đi tới đó, được không? nhậm tư vũ cười nói. tôi nói toàn bộ là toàn bộ, nhưng lát nữa cô không được phép nói chen vào, thế nào? lạc tú căn dặn. được để tôi xem anh bán bằng cách nào nhầm tư vũ hoàn toàn không tin nên khinh thường nói giang đồng nhiên cũng sửng sốt cũng rất tò mò rốt cuộc lạc tú phải làm thế nào để bán hết số thảo dược đó chứ nhưng lạc tú đã xoay người sau đó cố ý đi về phía giang giật phi và lưu văn vĩ lần nữa giang giật phi thấy thế thì sắc mặt nhất thời ngày càng ảm đạm chị tiểu nhiên lát nữa lúc chúng ta rời đi chị nhớ nhắc tôi nhé mấy cây thảo dược đó rất quan trọng đối với tôi Lạc Tú bỗng nói với Giang Đồng Nhiên, rồi chỉ tay về phía quầy hàng của nhậm tư vũ. Hả, à, được, Giang Đồng Nhiên cũng sửng sốt, chẳng phải cậu ấy nói không mua thảo dược hay sao? Tại sao mình lại phải nhắc cậu ấy chứ? Nhưng Giang Đồng Nhiên không nói ra nỗi thắc mắc của mình. Nhóc con, cậu cần loại thảo dược gì à? Bây giờ tôi sẽ đi mua cho cậu không được ư, Thẩm Nguyệt Lan cũng không để tâm cho lắm, sau đó một đám người nhanh chóng kéo tới quầy hàng của nhậm tư vũ. Em gái, thảo dược này của cô bán thế nào? Lạc Tú lên tiếng hỏi. Nhậm tư vũ đang cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại sửng sốt lạnh lùng hỏi. Chẳng phải ban nãy anh. Em gái, thảo dược này của cô bán thế nào? Đúng lúc này, Giang Giật Phi bỗng đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Anh hỏi cây nào? Nhậm tư vũ hỏi ngược lại. Không, tôi nói tất cả. Giang Giật Phi cười khẩy vậy anh đợi tôi tính giá một lát cậu làm vậy có hơi bất ổn đấy lạc tú đứng bên cạnh nhíu mày nói sao lại hơi bất ổn cơ chứ lưu văn vĩ đứng bên cạnh cũng cười khẩy chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ lạc tú giả vờ sắc mặt rất khó coi đồ đang để ở đây mặc kệ ai tới trước thì người nào cũng có thể mua được giang giật phi ngạo nghễ nói tôi lặp lại lần nữa tôi tới trước lạc tú trầm giọng nói hừ cậu tới trước ư lưu văn vĩ lại cười khẩy rõ ràng đang định tranh luận với lạc tú anh ta muốn gây khó dễ với lạc tú kể cả giang giật phi cũng thế cậu tới trước thì sao chứ chẳng lẽ cho cậu cả lạc mua lại không cho người khác mua hay sao hình như cậu cả lạc hơi ra oai ở thành phố thanh thủy rồi đấy lưu văn vĩ lạnh lùng nhìn lạc tú tôi tính xong rồi tổng cộng là một vạn mốt đúng lúc này nhầm tư vũ bỗng nói chen vào được tôi mua lại hết giang giật phi nhìn lạc tú bằng ánh mắt đầy khiêu khích một vạn hai lạc tú tăng giá một vạn ba giang giật phi đắc ý cười nói đúng lúc này giang đồng nhiên định lên tiếng thì bị thẩm nguyệt lan ngăn cản bà luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ hai vạn đúng lúc này lạc tú bỗng mở miệng mọi người xung quanh nhất thời vây lại chuẩn bị xem náo nhiệt tôi nói này hai cậu đừng chỉ ra giá như thế bằng không lát nữa lại không mua có người tốt bụng lên tiếng. Ba vạn, Giang Giật Phi chẳng thèm nhíu mày nói. Năm vạn, Lạc Tú làm bộ nghiến răng nghiến lợi, như thể hơi thẹn quá hóa giận khi thấy Giang Giật Phi tăng giá. Sáu vạn, Giang Giật Phi thấy vẻ mặt này của Lạc Tú thì càng vui vẻ hơn. Hôm nay cậu nhất định phải đẩy giá lên với tôi đúng không? Lạc Tú lạnh lùng hỏi. Chuyện này đâu thể gọi là đẩy giá lên chứ. Tôi cũng ngắm chúng mấy thảo dược này, người xưa có câu ai trả giá cao thì sẽ có được mà. Nếu cậu không trả nổi hoặc cảm thấy đắt thì có thể không mua nữa. Giang Giật Phi là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Dược, nên chưa bao giờ thiếu tiền. Hơn nữa trong mắt anh ta, mấy vạn tệ này chỉ như mấy đồng tiền lẻ, hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Điều mà anh ta để tâm đến ở đây là không cho Lạc Tú lấy được mấy loại thảo dược này. Bởi vì ban nãy Lạc Tú đã nói, mấy loại thảo dược này rất quan trọng với anh, Mặc dù anh ta không biết cây nào có tác dụng quan trọng đối với Lạc Tú trong số thảo dược này, nhưng không sao, anh ta có tiền nên có thể mua lại hết. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ xuất sắng này của Lạc Tú, anh ta càng vui vẻ hơn. Lưu Văn Vĩ ở bên cạnh cũng vui vẻ nhìn Lạc Tú bị bẽ mặt. Muốn so tiền với cậu cả nhà họ Giang ư? Ha ha, đúng là điếc không sợ súng, cho dù cậu cả nhà họ Giang không mua nổi thì anh ta cũng sẽ ra tay mua cho dù mua lại số thảo dược này không hề có tác dụng gì, anh ta cũng sẽ mua. Chỉ để Lạc Tú phải khó chịu. Sao thế, cậu cả Lạc có tăng giá nữa không? Lưu Văn Vĩ đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác nói. Bảy vạn, hình như Lạc Tú càng tức giận hơn. Hừ, mười vạn, Giang Giật Phi vẫn cười khẩy nói. Hai mươi vạn, hình như lần này Lạc Tú rất quyết tâm. Ba mươi vạn, Giang Giật Phi vẫn hoàn toàn xem nhẹ. Sáu mươi vạn, Lạc Tú đã tức đến mức cả người hơi run rẩy. Nhưng Giang Giật Phi vẫn rất thông thả, anh ta rất hưởng thụ cảnh tượng ở trước mắt. Một trăm vạn, Giang Giật Phi cười nói. Hình như Lạc Tú đang do dự, cuối cùng anh đã bỏ cuộc. Được, vậy cậu cầm lấy đi. Lạc Tú giả vờ cười nói. Cậu đừng có mà dở trò đó với tôi, tôi đã sớm nhìn thấu cậu rồi. Giang Giật Phi vẫn cười khẩy nói. Sau đó anh ta hỏi số tài khoản của Nhậm Tư Vũ, rồi chuyển cho Nhậm tư vũ 100 vạn ngay tại chỗ 100 vạn hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi Nhưng để cậu không thoải mái thì tôi bỏ ra 100 vạn rất đáng giá Cậu tưởng tôi vì cậu đẩy giá lên 100 vạn mà cảm thấy tức giận ư Giang giật phi như đã nắm chắc phần thắng Cậu sai rồi, muốn đấu với tôi ư, cậu vẫn còn non lắm, chàng trai trẻ ạ à. Giang giật phi học theo giọng điệu của người lớn tuổi nói Quả thật 100 vạn đối với Giang Giật Phi mà nói chỉ như 100 tệ đối với người bình thường, thậm chí còn chưa tới mức đó. Người có tiền chính là tùy hứng như vậy, trên mặt Giang Giật Phi nửa nụ cười chế giễu. Anh ta cố ý gây khó dễ cho Lạc Tú, để Lạc Tú cảm thấy giận dữ và uất ức. Lạc Tú, cậu vẫn chưa đủ tư cách để đấu với cậu Giang đâu. Lưu Văn Vĩ nhìn thấy Lạc Tú ăn quả đắng, tất nhiên trong lòng sẽ vui như nở hoa rồi. chương 247, hai tên ngu xuẩn tôi đã nói giúp cô bán hết là giúp cô bán hết đúng không lạc tú vừa dứt lời giang giật phi theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn nụ cười trên mặt lưu văn vĩ cũng nhất thời cứng đờ thẩm nguyệt lan bỗng sáng mắt bán hết đi ư nụ cười trên mặt giang giật phi liền dập tắt bốp 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 lạc tú bỗng vỗ tay tôi phải cảm ơn sự phối hợp của cậu cả giang rồi cảm ơn cậu lát nữa tôi sẽ mời cậu đi ăn thật thô bạo một trăm vạn mà nói ném là ném. Lạc Tú cười mỉa mai. Ý cậu là sao? Cậu hãy nói rõ ràng ra cho tôi. Giang giật phi bỗng cảm thấy chắc chắn trong chuyện này có điều gì mờ ám. Lúc nãy anh trai này có đánh cược với tôi, bảo rằng anh ấy có thể giúp tôi bán hết số thảo dược này. Nhầm tư vũ đúng là nghe con không sợ hổ, rất can đảm, cho dù lúc nãy nhận 100 vạn cũng không chẳng hề ngạc nhiên. Vì thế lúc này cô ta đã lên tiếng rốt cuộc chuyện này là sao? Vẻ mặt Giang Giật Phi đã cực kỳ ảm đạm. Là như những gì cậu đã nhìn thấy đó. Lạc Tú mỉm cười rồi nhún vai đáp. Cậu hoàn toàn không có ý định mua số thảo dược này đúng không? Lưu Văn Vĩ cũng không ngốc, bây giờ anh ta đã phản ứng lại, nên đen mặt hỏi. Tôi đâu có nói là mình muốn mua nó. Lạc Tú cười đáp. Giang Đồng Nhiên đứng bên cạnh cũng nở nụ cười phúc hậu. Thậm chí Thẩm Nguyệt Lan cũng hơi buồn cười vậy tại sao lúc nãy cậu còn hỏi giá rồi đẩy giá lên? Cậu có bị ngốc không vậy? Tôi không được hỏi giá hay sao? Lạc Tú nhìn Giang Giật Phi và Lưu Văn Vĩ như hai tên ngốc. Cậu nói không sai, quả thật tôi vẫn còn hơi non khi đấu với cậu. Lạc Tú nghĩa ngược lại. Giang Giật Phi và Lưu Văn Vĩ cũng không ngốc, nên bây giờ đã hoàn toàn phản ứng lại rồi. Đây là cái hố mà Lạc Tú đã tạo ra bọn họ. Chắc chắn anh đang cố ý nhắm vào bọn họ, rồi nhắc tới mấy cây thảo dược đó trước mặt bọn họ để dụ dỗ, sau đó hỏi giá để bọn họ hiểu lầm. Sau đó chuyện anh ra tay mua lại, thậm chí đẩy giá lên cũng là cố ý. Đây là một mánh khóe đơn giản, nhưng hai người bọn họ lại trúng kế. Lúc này, hai người không còn dáng vẻ thong thả, bày mưu tính kế giống như lúc trước nữa, vẻ mặt cao cao tại thượng cũng thay đổi ngay tức khắc. Vẻ mặt bọn họ trở nên thẹn quá hóa giận. Quả thật, 100 vạn chẳng đáng là gì đối với Giang Giật Phi. Nhưng điều khiến người khác tức giận nhất không phải là 100 vạn này, mà là mục đích giúp người ta bán hết số thảo dược của Lạc Tú. Sau đó còn tự mình giả ngốc chui vào trong mua thảo dược, hơn nữa còn đẩy giá lên 100 vạn. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đã sỉ nhục, chèn ép Lạc Tú, khiến Lạc Tú gặp khó xử. Ai dè mới chớp mắt bọn họ đã bị sỉ nhục, chỉ số IQ đã bị Lạc Tú nghiền ép rồi. Có thể tưởng tượng được Lúc nãy khi Lạc Tú nhìn thấy Giang Giật Phi liên tục tăng giá, dáng vẻ vinh vang đắc ý đó, không biết trong lòng có cười đến mức nghiêng ngã hay không. Dù gì Giang Giật Phi càng tăng giá thì càng chứng tỏ mình là một tên ngốc. Lưu Văn Vĩ đứng bên cạnh cũng thẹn quá hóa giận, bởi vì anh ta cho rằng bọn họ đang sỉ nhục Lạc Tú, ai dè đây chỉ là cái bẫy của Lạc Tú, dùng để sỉ nhục bọn họ. Bây giờ hai người bọn họ giống như hai tên ngốc vậy. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ mất mặt đến cỡ nào. Dù gì trò vặt vãnh cấp thấp, thấp thế này mà bọn họ cũng bị mắc lừa. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cậu ấm nhà giàu và cậu chủ nhà hào môn bọn họ. Hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi, đây chỉ là một trò lừa gạt. Lưu Văn Vĩ hử lạnh. Ông chú à, anh nói câu này là sai rồi, thứ nhất là tôi không thông đồng với anh trai này, hai là do hai người nhất quyết đòi mua, chứ tôi đâu có ép buộc hai người. Nhầm tư vũ giận dữ nói, thậm chí còn cố ý gọi Lưu Văn Vĩ là chú. Họ lạc kia, cậu chán sống rồi đúng không? Lưu Văn Vĩ nói lời hung ác, như thể thẹn quá hóa giận muốn đánh người. Anh ta luôn chướng mắt với Lạc Tú, lúc nào cũng muốn tự tay đánh Lạc Tú một trận để giải tỏa mối hận trong lòng. Dù gì trong mắt anh ta, Lạc Tú chỉ là một người bình thường, bàn về thân thủ thì mười Lạc Tú cũng không lọt vào mắt anh ta. Nhưng đúng lúc này, Vu Sa Sa bỗng kéo tay Lưu Văn Vĩ, ra hiệu có người đi đang tới. Lưu Văn Vĩ nhìn ra xa, sắc mặt không khỏi xa sầm. Không ngờ A à, Phổ Tử Khôi lại tới đây. Thế là Lưu Văn Vĩ nói mấy câu vào tai Giang Giật Phi, rồi Giang Giật Phi cũng căm hận nhìn Lạc Tú. Hừ, coi như hôm nay cậu may mắn, Lưu Văn Vĩ và Giang Giật Phi cùng rời đi. Tất nhiên Vu Sa Sa cũng đi theo bọn họ rồi. Lần này cậu vui rồi chứ? Thẩm Nguyệt Lan lên tiếng hỏi bà ngày càng thích lạc tú quả thật bàn về cách làm việc hay làm người của lạc tú đều cực kỳ xuất sắc thậm chí có thể nói là xuất sắc hơn mấy cậu chủ hào môn mà bà từng gặp ví dụ như thủ đoạn với giang giật phi lúc nãy với đầu óc của giang giật phi mà còn bị mắc lừa có thể thấy lạc tú lợi hại đến cỡ nào cũng may đứa trẻ này không xấu bằng không e rằng không biết bao nhiêu người sẽ gặp xui xẻo bà nhìn thấy cậu ta bị mắc lừa cũng không ngăn cản ư lạc tú hỏi ngược lại để cậu ta chịu thiệt một tí cũng tốt, tránh để suốt ngày không xem ai ra gì. Một trăm vạn để Giang Giật Phi mua một bài học cũng rất đáng. Nếu cậu ta thật sự là họ hàng của bà thì tốt nhất bà hãy bảo cậu ta thu liếm một chút, lần sau sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Lạc Tú lắc đầu nói. Danh con, cậu đang coi trời bằng vung đúng không? Mặc dù tôi không biết lai lịch của cậu, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên trêu chọc cậu ta. Quả thật cậu ta không có bản lĩnh gì, chắc chắn sẽ không làm gì được cậu, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Dược. Giang Giật Phi chính là thái tử gia của nhà họ Giang ở Yên Kinh, đó không phải là một nhân vật tầm thường, sức mạnh của người đó vượt xa sức tưởng tượng của cậu đấy. Thẩm Nguyệt Lan nhắc nhở Lạc Tú. Tất nhiên bà chỉ muốn tốt cho Lạc Tú, sợ Lạc Tú sẽ gặp rắc rối lớn. Nhà họ Giang ở Yên Kinh cũng giống như nhà họ Thẩm, được xem là gia tộc lớn có máu mặt ở trong nước. Không phải là một thành phố, cũng không phải là một tỉnh, mà là cả nước. Bây giờ nhà họ Thạch ở Tương Tây đang ngấm ngầm gọi là gia tộc đứng đầu Tương Tây, nhưng cũng chỉ một chiếc răng nanh của nhà họ Giang mà thôi. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc nhà họ Giang đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ Giang đâu chỉ có như vậy. Bọn họ mới nói được đến đây thì A Phổ Tử Khôi cũng đã mang hợp đồng tới. Chương 248: Phu vương ở Tương Tây. Trong phòng có một ông già đang ngồi, khoảng tầm 50 tuổi, cũng không cao cho lắm. Hai mắt ông ta khẽ mở ra, thỉnh thoảng hiện lên tia thông suốt. Thậm chí cả người còn có hơi thở áp lực. Đây chính là Vu Vương Thạch Tứ Quỷ. Cao thủ đứng đầu Tương Tây, đã nổi tiếng từ rất lâu rồi. Hơn nữa còn là lão đại tiếng tăm lừng lẫy ở Tương Tây, là nhân vật một tay che trời trong toàn bộ Tương Tây. Cho dù là đại ca ở thành phố Thanh Thủy cũng không dám trêu chọc Thạch Tứ Quỷ quả thật đã rất lâu rồi. Giọng nói của thạch tứ quỷ rất sắc bén, như thể có một thanh kim loại bị kẹt ở trong cuống họng vậy. Hơn nữa sắc mặt ông ta hơi trắng bệch, cả người có một cảm giác lạnh lẽo. Ông ta đã từng giao đấu với huyết thi vương nên cũng bị chúng thi độc. Lần này làm phiền cậu Giang chạy tới đây một chuyến rồi. Thạch tứ quỷ ngồi ngay ngắn trên ghế tre, tay cầm một chiếc hộp cổ. Lần này liên quan đến việc hệ trọng, đầu tiên là tôi muốn chúc mừng bác quỷ, lần này ngay cả vị thiếu niên tông sư của hoa đông kia cũng được mời tới vậy thì chuyện bắt được huyết thi sẽ càng nắm chắc hơn giang giật phi lên tiếng có lẽ lần này có thành công hay không đều phụ thuộc vào một mình cậu ta thạch tứ quỷ thở dài điều này đã khiến mọi người nhất thời ngạc nhiên hơn gấp bội bởi vì bọn họ không chỉ mời vị thiếu niên tông sư đó mà còn có mấy người khác nữa tại sao mọi chuyện đều phụ thuộc vào một mình vị thiếu niên tông sư đó phải biết rằng lần này bọn họ đều mời cao thủ ở khắp nơi. Nhà họ Lục của thế gia Phù Văn, đó chính là thế gia đạo giáo hùng vĩ ở một phương. Nghe nói ngay cả Phật sống ở Tây Tạng cũng từng đích thân tới đây viếng thăm nhất mạch này. Đối với thế giới liên quan đến tu đạo của bọn họ mà nói, quả thật một tay Phù Văn có thể gọi là thông thần. Lần này vị công tử Lục Tề Thiên của nhà họ Lục càng là thiên tài trong thiên tài, nghe nói chỉ mới hơn 20 tuổi đã sắp đạt đến cấp độ nhập đạo có thể nói là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Còn có Kim Cương Môn ở Giang Tây. Đây không phải thế gia võ đạo gì đó, mà là nhất mạch trận pháp, nhất mạch kỳ môn độn giáp chính tông. Bản lĩnh bày trận của người này rất mạnh, có thể nói là nhân vật đứng đầu. Lần này người đó tới là để bày trận pháp cho mọi người. Người này cũng danh chấn một phương, trước đây khi biên giới này sinh xung đột, Chính Lâm Hóa Long đã đích thân tới Kim Cương Môn một chuyến, để mời người của Kim Cương Môn ra tay lúc đó vị lão môn chủ của Kim Cương Môn đã ra tay bày bố trận pháp, bao vây hơn một vạn người suốt một ngày một đêm, toàn bộ thiết bị điện tử và thiết bị thông minh hiện đại đều bị mất tín hiệu. Bản lĩnh gần như thông thần. Tất nhiên vị tông sư ở xuyên Tây thì không cần phải nói nữa, lai lịch thần bí, nghe nói còn có chút nguồn gốc bên Nga Mi. Ông quỷ, anh ta chỉ là một võ giả, làm sao có thể so bì với mấy người khác chứ? Lưu Văn Vĩ dè giặt hỏi thạch tứ quỷ này nửa người nửa quỷ cực kỳ đáng sợ, mỗi lần anh ta tới đây đều cảm thấy hơi sợ hãi và kiêng rè. Hơn nữa đây là một người hung ác, ngay cả con trai của ông ta cũng bị ông ta nuôi dưỡng thành con cổ. Lấy người làm cổ, thủ đoạn này tàn nhẫn đến cỡ nào chứ? Chỉ là một võ giả thôi ư, thạch tứ quỷ cười khẩy. Hai cậu vẫn còn quá trẻ. Mười mấy năm trước tôi từng đích thân đi gặp Phong Thiên Lôi, lúc đó tôi kiêu căng tự mãn, nhưng lại không địch nổi Phong Thiên Lôi, trong vòng 10 chiêu tôi đã bị đánh bại. Thạch Tứ Quỷ lên tiếng, nếu không trở thành thiên sư, cho dù là tu đạo hay nhất mạch vô cổ cũng không bao giờ là đối thủ của tông sư. Thạch Tứ Quỷ thở dài, nếu không nhập đạo, cho dù thủ đoạn đặc biệt đến đâu cũng không thể phá vỡ cương khí hộ thể của tông sư, nên chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tôi nói như vậy chắc các cậu cũng hiểu rồi đúng không? Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ công lực của Lôi Phong Vân càng tinh thông hơn nhưng lại bị một trưởng đánh chết đây đã là bản lĩnh siêu phàm nhập thánh rồi chắc các cậu cũng biết rõ sự đáng sợ của thiếu niên tông sư đó rồi chứ thạch tứ quỷ nói như vậy khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi ha 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 nghe bác quỷ nói như thế vậy thì tôi yên tâm rồi nếu lần này có thể mời vị thiếu niên tông sư đó tới e rằng thứ mà chúng ta mong muốn đã là vật nằm trong tay rồi giang giật phi vui mừng nói có mấy nhân vật đó ra tay giúp chúng ta thì tương tây này sẽ thuộc về nhà họ thạch của ta rồi thạch tứ quỷ cũng cười lớn nói nếu có cơ hội tôi sẽ làm mối có lẽ vị thiếu niên tông sư đó có thể thu nhận hai cậu làm đồ đệ nếu được cậu ta thu nhận làm đồ đệ thì đó chính là tạo hóa của hai cậu thạch tứ quỷ cười nói rồi lại nhìn con trai mình ánh mắt mang theo vẻ thất vọng con trai ông ta bị ông ta luyện thành cổ sống cả đời đã mất hết cơ duyên với nhất mạch võ đạo rồi vậy thì cảm ơn bác quỷ, Giang Giật Phi cảm ơn trước. Nếu được thiếu niên tông sư đó nhận làm đồ đệ, cho dù không dạy bọn họ thì bọn họ cũng có một vị thiếu niên tông sư làm chỗ dựa, sau này bọn họ có thể bước đi nghênh ngang rồi. Lưu Văn Vĩ càng cực kỳ kích động. Ngay cả vô xa xa luôn giữ im lặng không dám lên tiếng ở bên cạnh cũng phấn khích. Bây giờ cô ta càng tin chắc rằng mình không chọn lầm người, không ngờ dựa dẫm đi theo Lưu Văn Vĩ lại có thể kết giao với nhân vật thiếu niên tông sư kia nhanh đến thế. Bây giờ cô ta không khỏi nhớ tới mấy ngày trước mình chạy đi lấy lòng lạc tú, bỗng cảm thấy hơi hối hận. Lúc trước mình đúng là bị mù mới chạy đi lấy lòng lạc tú. Không biết lúc đó đầu mình bị uống nước hay bị lừa đá nữa. Nếu so sánh thì lạc tú là cái thá gì chứ? Sáng sớm hôm sau, lạc tú đã đi tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Người dân ở Cổ Trấn vẫn thuần phát, cho dù bây giờ đang nguy hiểm trùng trùng, nhưng ở đây vẫn mang tới cảm giác ôn hòa. Trên trấn vẫn có không ít người, đang đi lại rất náo nhiệt. Điều này đã khiến Lạc Tú không khỏi mơ màng, sau khi đi vào cổ trấn có phong cảnh tuyệt đẹp này, Lạc Tú cố gắng thu hồi hơi thở thô bạo trên người mình, rồi trở nên bình thường hơn, như thể đã hòa nhập vào trong phong cảnh này. Mà Nhậm Tư Vũ cũng đã đợi anh ở đó từ sớm rồi. Hôm nay Nhậm Tư Vũ mặc một chiếc quần jean màu xanh và một chiếc áo jean, buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực có gắn một chiếc mắt kính, trông rất thời thượng mặc dù cô ta là một cô gái dân tộc Miêu, nhưng đã hòa nhập vào xã hội hiện đại. Cô ta ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, lưng đeo một chiếc ba lô thời thượng, đứng trong cổ trấn, thu hút rất nhiều ánh mắt. Nếu so sánh thì Lạc Tú trông có vẻ hơi bình thường khi đứng trước mặt Nhậm Tư Vũ. Chương 249: Rời núi lấp biển thi độc ư? Lạc Tú nhất thời nhướng mày, xem ra chuyện này hơi nghiêm trọng rồi đây. Khoảng thời gian trước, trong trấn luôn có một ít xúc vật chết không rõ nguyên do gà rừng mà ba tôi nuôi ở trên núi cũng bị chết mấy con bọn chúng vốn chết rồi thì thôi nhưng ba tôi lại cảm thấy hơi tiếc nên mang về nhà nấu ăn kết quả lại ngã bệnh nhầm tư vũ nói còn có ai trúng độc nữa không lạc tú hỏi còn có mấy nhà nữa đều ăn mấy xúc vật đã chết kia rồi bị trúng độc nhầm tư vũ thở dài đáp lạc tú cảm thấy mình phải mau chóng giải quyết chuyện này Trại đều là cương thi kia đang ở sâu trong núi, bây giờ đã bị cách ly rồi. Quả thật cương thi ở bên trong rất kỳ lạ, bọn chúng không đi ra ngoài làm loạn, nhưng không thể xem như không có chuyện gì được. Ai mà biết chừng nào sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa bây giờ thi độc cũng bắt đầu lan rộng rồi. Mặc dù người của huyết sát đã làm tốt việc chuẩn bị đợi ở bên đó. Nhưng để cho an toàn, Lạc Tú vẫn phải luyện chế ra ít viên thuốc kháng lại thi độc cô cứ dẫn tôi đi vào núi hái thuốc trước đi lạc tú lên tiếng nói được nhưng tôi đã gọi thêm mấy bạn học của tôi cùng đi rồi bây giờ tin đồn về cương thi đang lan truyền rất xôn xao cho dù là ban ngày cũng rất nguy hiểm nhầm tư vũ nói lạc tú gật đầu dù gì nhầm tư vũ cũng là con gái nên sợ hãi cũng là chuyện bình thường rất nhanh đã có hai chiếc xe bmw được lái tới đây xem ra gia cảnh nhà bạn của nhầm tư vũ cũng khá tốt Mấy nam nữ thanh niên bước xuống xe, trong đó có 5 người con trai 17-18 tuổi và một người con gái. Cách ăn mặc của bọn họ cực kỳ thời thượng, nhưng bên hông mấy người con trai đều mang theo miêu đao. Một người ở trong đó nhìn thấy Nhậm Tư Vũ thì đi về phía Nhậm Tư Vũ. "Tư Vũ, bệnh của ba cậu thế nào rồi?" Da rẻ của thanh niên này trông có vẻ hơi đen, nhưng lại cao lớn mạnh mẽ, bên hông cũng mang theo miêu đao. "Cũng tạm ổn rồi." Nhậm Tư Vũ đáp. Đúng rồi, anh Lạc Tú, đây là bạn học của tôi, Thạch Quân. Đây là bạn của cậu sao? Thạch Quân nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt chẳng hề thân thiện. Anh ta luôn theo đuổi nhầm tư vũ, bây giờ nhìn thấy bên cạnh nhầm tư vũ xuất hiện một người đàn ông xa lạ, tất nhiên sẽ hơi thù địch rồi. Nhầm tư vũ gật đầu. Tư vũ, chẳng lẽ đây là bạn trai của cậu sao? Cô gái kia trêu ghẹo, cô ta tên là Phỉ Phỉ. Vừa dứt lời, sắc mặt Thạch Quân càng mất tự nhiên hơn. Đâu có, anh ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi. Nhầm tư vũ mỉm cười đá phỉ phỉ, nhưng lại bị phỉ phỉ mỉm cười né tránh. Anh trai, anh đừng nên có ý gì với tư vũ nhà chúng tôi, Thạch Quân là con trai nhà trưởng trấn, là người mà anh trêu không nổi đâu. Phỉ phỉ cười nói, thử đọc chuyện không quảng cáo tại trumtiuyen.vn Mặc dù Thạch Quân hơi đen, nhưng lại cao lớn mạnh mẽ, nhìn đáng tin cậy hơn tiểu bạch kiểm lạc tú này rất nhiều. Hơn nữa gia thế của Thạch Quân lại không tệ, bối cảnh cũng rất tốt. Cho dù là ở trường học cũng được xem là nhân vật nổi tiếng. Cộng thêm lúc này Thạch Quân đang lộ ra vẻ mặt thách thức. Anh ta là con trai nhà trưởng trấn, cũng được xem là có chút mặt mũi ở Phượng Hoàng cổ trấn, cho dù là mấy tên côn đồ cũng phải nể mặt anh ta đôi chút. Lạc Tú lắc đầu, tất nhiên là anh không hề có hứng thú với mối quan hệ giữa mấy người trẻ tuổi này. Thấy Lạc Tú phất lờ, phỉ phỉ nhất thời cảm thấy hơi tự chuốc lấy nhục. Còn Thạch Quân thì lạnh lùng nhìn Lạc Tú, càng hiện rõ vẻ thù địch. Nhầm tư vũ đang đi trước dẫn đường, sóng vai bước đi cùng Lạc Tú. Còn Thạch Quân thì hơi bất mãn, sờ miêu đao ở trong tay. Người đã lớn như vậy rồi mà đi vào núi còn sợ hãi, thật mất mặt. Vì ban nãy Lạc Tú lạnh nhạt với phỉ phỉ, nên cô ta cũng không có ấn tượng tốt với Lạc Tú. Thạch Quân, cậu phải cẩn thận một chút, đừng để người khác cướp mất tư vũ ngay dưới mi mắt của mình. Phỉ phỉ lên tiếng nhắc nhở. Thạch quân hừ lạnh. Anh ta dám, có cho anh ta một trăm lá gan anh ta cũng không dám. Nếu anh ta thật sự dám có suy nghĩ gì, tôi sẽ khiến anh ta không thể ra khỏi phượng hoàng cổ trấn. Thạch quân, hay là lát nữa chúng ta dạy cho tên đó một bài học đi. Bạn học của thạch quân lên tiếng. Anh ta cũng sống trong phượng hoàng cổ trấn, nhà mở nhà hàng nên cũng có vốn liếng để lát nữa hãng nói thạch quân cười khẩy rất nhanh bọn họ đã đi vào núi trên trời có tiếng chim hót mây mù lượn lờ cây xanh dâm mát không khí cực kỳ trong lành phía trước là gần tới rồi nhầm tư vũ chỉ vào ngọn núi trước mặt nhưng ngọn núi đó cao chót vót như muốn chọc trời đợi sau khi mọi người đến gần nhầm tư vũ mới dẫn mọi người xuyên qua từng bụi cây sau đó xuất hiện một hang động hang động cũng không dài cho lắm mà chỉ có mấy mét nhưng nó đã bị bụi cây che chắn nếu không chú ý thì thật sự không phát hiện ra sau khi đi xuyên qua hang động trước mắt nhất thời sáng bừng đây là một sơn cốc rộng lớn bầu trời trong cốc bị mây mù che kín rõ ràng rất khó phát hiện ra xung quanh là vách đá dựng đứng như kiếm cắm xuống đất nhưng lạc tú lại cảm nhận được hơi thở linh khí ở trong nơi này từ xưa tới nay tương tây luôn là một nơi thần bí bất kể là truyền thuyết phu cổ hay thuật đuổi thi đều rất thần bí hơn nữa nơi này gần danh giới nhà họ Trương, nên càng thần bí kỳ lạ hơn, nghe nói Tần Thủy Hoàng từng chuẩn bị rời núi lấp biển ở đó, nên nó gần như là một thần thoại. Điều ly kỳ nhất ở đây là khoảng thời gian trước trên mạng đã xôn xao chuyện rồng bay, cho dù bây giờ lên mạng tìm kiếm cũng có thể xem được video rất rõ. Về phần thật hay giả thì không ai biết được, nhưng Lạc Tú thật sự cảm nhận được tia linh khí ở đây. Nơi này non xanh nước biếc, chẳng khác gì tiên cảnh nhân gian, với khả năng quan sát của Lạc Tú, tất nhiên đã nhanh chóng tìm thấy cỏ hoàng tuyền mà mình muốn tìm. Mặc dù tên là cỏ hoàng tuyền, nhưng loại cỏ này lại có thể kháng lại thi độc. Tất nhiên nếu chỉ có cỏ hoàng tuyền thôi thì vẫn chưa có công hiệu mạnh như vậy, nhưng nếu nó rơi vào tay Lạc Tú thì chắc chắn sẽ không có gì sánh nổi. Nhưng nếu chỉ có cỏ hoàng tuyền thôi thì vẫn chưa đủ, mà phải có thêm mấy vị thuốc phụ nữa. Sau khi hái xong cỏ hoàng tuyền đã là buổi chiều rồi đám người bắt đầu quay về, dù gì cũng sắp tối rồi, nếu để trời tối sẽ rất phiền phức. Lạc Tú cũng tôn trọng quyết định của Nhậm Tư Vũ. Sau khi về đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, Phỉ Phỉ bỗng đề nghị mọi người đi hát. chương 250, cậu không trêu nổi. Cây tivi ở Phượng Hoàng Cổ Trấn cũng không nhiều cho lắm, đám người đi thẳng đến cây tivi sang trọng nhất của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Khải Tát Cung Nghe nói ông chủ đứng sau Khải Tát Cung có chút thế lực, nên người tới đây ăn chơi đều khá tuân thủ quy tắc, cũng không có ai dám ẩm ý ở đây. Tất nhiên Thạch Quân là một ngoại lệ, dù gì anh ta cũng là con trai của trưởng trấn, cho nên ông chủ của Khải Tát Cung cũng phải nể mặt anh ta đôi chút. Hơn nữa rõ ràng Thạch Quân là khách quen ở đây, bởi vì sau khi tới đây, ông chủ của Khải Tát Cung đã đích thân ra ngoài chào đón. Anh Quân, anh lại tới nữa à? Ông chủ cười híp mắt hỏi, trông cực kỳ khách sáo. Phòng đế vương theo quy tắc cũ, Thạch quân kiêu ngạo nói, dù gì có mặt mũi trước mặt nhầm tư vũ như vậy sẽ khiến anh ta cực kỳ vui mừng, rồi khiêu khích nước nhìn Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lại hoàn toàn phớt lờ, dù gì với thân phận và địa vị của Lạc Tú thì chẳng cần phải so đo với thằng nhãi này. Sau khi bước vào phòng đế vương, Thạch quân liền khui mấy chai rượu tây hơn một vạn, dù gì hôm nay cũng mời mấy người bạn nhà giàu có, nên anh ta cũng không khách sáo. Còn Lạc Tú thì ngồi một bên, tự hút thuốc, chứ không tham dự vào trò chơi của mấy người này. Hai tiếng sau, Nhậm Tư Vũ thấy Lạc Tú ngồi một mình một góc, thế là cô ta vác cơ thể đầy mùi rượu của mình tới ngồi cạnh Lạc Tú. "Anh Lạc, tối nay anh đừng đi về nữa, mà cứ ở thẳng nhà của tôi đi." Nhậm Tư Vũ nói câu này rất đơn thuần, chứ không có ý gì khác. Nhà của cô ta cũng khá rộng, có tới mấy căn phòng trống, nếu Lạc Tú ở lại đêm nay, đúng lúc sáng sớm ngày mai có thể tiếp tục đi lên núi hái thuốc nhưng khi Thạch Quân nghe thấy câu này thì sắc mặt nhất thời xa sầm. nào, người anh em uống hết ly rượu này rồi thì gọi tôi một tiếng anh Quân. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Thạch Quân cười khẩy. câu nói này đã khiến lạc tú nhíu mày. này cậu bạn nhỏ tốt nhất là cậu đừng có hô to gọi nhỏ ở đây. rõ ràng lạc tú hơi không vui. tôi hô to gọi nhỏ ư? Thạch Quân đặt ly rượu xuống bàn, mấy người khác cũng đứng dậy ngay. sao nào? Anh đang coi thường tôi đúng không?" Thạch Quân hừ lạnh. "Ngay cả ông chủ cây tivi này cũng phải gọi tôi một tiếng anh quân. Tôi bảo anh gọi tôi một tiếng anh quân là coi trọng anh rồi đấy. Đúng đó, ở đây mọi người đều phải nể mặt anh quân." Phỉ Phỉ cũng đứng bên cạnh lên tiếng. "Sau lưng ông chủ nơi này chính là lão đại thành phố Thanh Thủy, Vạn Hồng Uy. Thôi bỏ đi, một người từ nơi khác đến như anh chắc chắn sẽ không biết mấy chữ Vạn Hồng Uy này có nghĩa là gì." Thạch Quân khinh bỉ nhìn Lạc Tú. Thạch Quân, nhầm Tư Vũ vừa thấy thế cũng nhất thời không vui, nên đứng dậy quát ngay. "Cậu mau ngồi xuống đi." nhầm Tư Vũ lên tiếng, cô ta cũng sợ sẽ gây ra chuyện, bởi vì nhân vật như Vạn Hồng Uy không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc. "Được, coi như tôi nể mặt Tư Vũ." Thạch Quân cũng nghe lời nhầm Tư Vũ. "Nhưng Tư Vũ à, nhân cơ hội ngày hôm nay, anh muốn để em trở thành người phụ nữ của Thạch Quân anh." Thạch Quân kiêu ngạo nói. Nhậm Tư Vũ nghe vậy thì cau mày. "Thạch Quân, cậu uống nhiều rồi." Cảm giác mà cô ta dành cho Thạch Quân chỉ là bạn bè bình thường, nên lúc này Thạch Quân bỗng nói ra câu nói này, khiến Nhậm Tư Vũ hơi lúng túng. "Anh không uống nhiều, mà anh rất tỉnh táo, em cũng biết anh thích em mà." Thạch Quân đứng bên cạnh lên tiếng. "Tư Vũ, hay là cậu đồng ý đi." Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh nói chen vào. "Tư Vũ, anh còn chuẩn bị quà cho em nữa." Đúng lúc này Thạch Quân chỉ tay ra ngoài cửa. Sau đó cửa phòng bao mở ra, một nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh kem khổng lồ và một bó hoa hồng lớn đi vào, rõ ràng đã sớm chuẩn bị rồi. "Tư Vũ, chúc mừng sinh nhật em, cũng mong em đồng ý với anh." Đúng lúc này Thạch Quân cầm bó hoa hồng đưa tới trước mặt Nhậm Tư Vũ. Nhưng Nhậm Tư Vũ lại lắc đầu, rồi đẩy bó hoa qua một bên. "Cảm ơn cậu, nhưng chúng ta vẫn nên làm bạn sẽ tốt hơn." sắc mặt thạch quân nhất thời hơi khó coi tư vũ có phải em thích tên tiểu bạch kiểm này đúng không thạch quân chỉ vào lạc tú hỏi tôi lặp lại lần nữa anh ấy chỉ là bạn bè bình thường của tôi còn nữa chuyện tôi thích ai không liên quan gì đến cậu chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi nhầm tư vũ thạch quân hơi thẹn quá hóa giận anh ta vốn tưởng rằng hôm nay nhầm tư vũ sẽ đồng ý với anh ta ai dè cô ta lại từ chối Điều này đã khiến Thạch Quân hơi sượng mặt, nên dứt khoát ném bó hoa trong tay qua một bên. Mà lúc này nhân viên phục vụ đang đốt nến, bởi vì bọn họ đã sớm sắp xếp chuyện này rồi, cộng thêm nhân viên phục vụ cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, bó hoa đó đập tới, nhất thời đập trúng người nhân viên phục vụ, bởi vì anh ta đang tập trung đốt nến, mà bó hoa lại đập trúng mặt của anh ta, nên tay nhất thời run rẩy, rồi cắm vào trong bánh kem. Vừa hay Thạch Quân quay đầu lại nhìn thấy nên bùng lửa giận lên ngay. Anh ta đang phát sầu vì không có nơi để phát tiết đây. Bốp, anh ta vung tay tát vào mặt nhân viên phục vụ. Mẹ kiếp, mày có muốn làm việc nữa hay không? Không phải, anh đẹp trai này, lúc nãy là do anh. Ngụ nội nó, Thạch Quân vừa nghe thấy đối phương còn dám ngụy biện thì nhấc chân đạp vào bụng nhân viên phục vụ ngay, nhân viên phục vụ nhất thời bị đạp đến mức ngã lăn xuống sàn. Thạch Quân, cậu đang làm gì đấy? Nhầm tư vũ vừa nhìn thấy nhân viên phục vụ bị đạp ngã thì định chạy tới dìu người đó lên, nhưng lại bị phỉ phỉ kéo lại. Mấy người khác cũng đi tới, đạp mạnh vào người nhân viên phục vụ. Mẹ kiếp, mày bị mù rồi đúng không? Ngay cả anh quân mà mày cũng dám chọc. Thạch quân dứt khoát cầm một chai rượu đi về phía nhân viên phục vụ. Nhầm tư vũ thấy thế thì vùng vẫy định kéo nhân viên phục vụ ra, nhưng lại có người kéo cô ta lại, nên cô ta không thể nào đi qua đó được. Thạch quân, Cậu mau ngừng tay lại, Nhậm Tư Vũ lớn tiếng gọi. Cầm mồm, đột tiện nhân, hôm nay em đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý cho anh. Mẹ kiếp, Thạch Quân giơ chai rượu lên định đập xuống đầu nhân viên phục vụ. Nhưng một giây sau, một điếu thuốc bỗng ném trúng tay phải Thạch Quân, khiến anh ta bị bỏng, nên chai rượu trong tay nhất thời rơi xuống sàn. Nhưng điều này càng khiến Thạch Quân nổi giận hơn, anh ta mặt mày u ám quay đầu nhìn về phía Lạc Tú. Được, được lắm anh ta vốn đã chướng mắt với lạc tú rồi cậu mau xin lỗi nhân viên phục vụ đó đi lạc tú lạnh lùng nhìn đám người thạch quân đây vốn chỉ là một đám nhóc con theo lý mà nói thì lạc tú không nên so đo với bọn họ nhưng đám người này thật sự đã chuyện hơi quá đáng ha 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 thạch quân bỗng cười lớn sau đó sắc mặt bỗng lạnh lẽo rất u ám nhìn lạc tú anh có biết tôi là ai không hả không ngờ anh lại bắt tôi đi xin lỗi một nhân viên phục vụ Tôi mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu không nên bắt nạt một nhân viên phục vụ như vậy." Lạc Tú đi qua đó đỡ nhân viên phục vụ kia đứng dậy. Lúc này nhân viên phục vụ đã bị đánh đến mức nhiều chỗ bị bầm tím, chảy cả máu mũi. Tuổi tác của nhân viên phục vụ cũng không lớn, có lẽ là làm thêm trong kỳ nghỉ hè, lúc này đang khóc lóc. "Tôi bắt nạt cậu ta thì có làm sao? Ở đây là do tôi định đoạt." "Cậu bạn nhỏ, thế giới này rộng lớn hơn cậu nghĩ." cũng có rất nhiều người mà cậu không trêu nổi, bây giờ cậu hãy xin lỗi cậu ta vẫn còn kịp đấy. Lạc Tú lạnh nhạt nói. chương 251, cái gọi là quy củ. Cậu quân đánh anh ta, đó là do anh ta không có mắt, sao nào? Anh bạn trẻ này, anh còn muốn đứng ra bênh vực anh ta sao? Trương Hoa làm ông chủ của cây tivi này, tất nhiên là sau lưng có chút thế lực. Ông chủ của anh ta là ông trùm của thành phố Thanh Thủy này không chỉ cây TV ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, mà ngay cả toàn bộ cây TV ở Thanh Thủy đều là cây TV dưới quyền của đại ca anh ta. Trong Thanh Thủy, đó là người hoàn toàn xứng đáng đứng đầu xã hội đen, ai dám trêu chọc. Anh ta là bồi bàn, bị người ta đánh, là ông chủ, anh không những không nói thay anh ta mà còn giúp đỡ người ngoài ư. Lạc Tú hỏi ngược lại, nhưng sắc mặt của Trương Hoa lại đột một xa sầm. Hưng, anh là cái thá gì? tôi làm như thế nào vẫn chưa tới phiên anh dạy dỗ đâu. Trương Hoa trực tiếp mắng. Anh ta có bối cảnh sâu xa, lúc này nhìn thấy một thằng nhóc nói chuyện với mình như vậy đương nhiên sẽ tức giận. Thật sao, Lạc Tú thở ơ nhún vai. Hy vọng sau này anh không hối hận. Tôi sẽ hối hận. Tên nhóc, mày không nhìn xem nơi này là nơi nào à? Hôm nay bản thân mày cũng khó bảo toàn rồi, vậy mà lại còn dám châm cháo lên tiếng bênh vực người khác. Trương Hoa chế nhạo tao khuyên mày lúc này nên chuẩn bị tinh thần đi, anh hoa của tao là người có bối cảnh lắm đấy. Lúc này thạch quân cũng diếu cợt, ánh mắt nhìn lạc tú như đang nhìn kẻ ngốc. Nếu chọc tới vạn hồng uy, thằng nhóc này có lẽ hôm nay cũng khó giữ mạng nhỏ. Ngay cả thông tin của tôi mà cậu cũng không biết, vậy mà dám lên mặt như thế này à? Lạc tú cười. Anh bạn nhỏ, cậu có biết cậu hiện tại bày ra thế trận như thế này có ý nghĩa gì không? sau này nếu không thu trận lại được thì cậu cũng đừng hối hận. Lạc Tú cười mỉa mai. Tao không cần biết chi tiết của mày, mẹ nó một người ngoài như mày mà cũng dám ngông cuồng ở đây à. Thạch quân tùy tiện ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ tao cho mày 10 giây để suy nghĩ. Thạch quân khịt mũi lạnh lùng. Nếu anh quân đã lên tiếng, hôm nay mày cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài an toàn. Ông chủ cây tivi cũng chỉ vào Lạc Tú và nói. Anh Lạc, phải làm sao đây? nhầm tư vũ liếc nhìn lạc tú với vẻ sợ hãi thực xin lỗi anh này là tôi liên lụy đến anh rồi nhân viên phục vụ vừa nói với lạc tú vừa lau nước mắt ông chủ cây tv này rất có lai lịch bọn họ hoàn toàn không thể chọc tới không sao đâu lạc tú cười được rồi hôm nay tôi sẽ dạy các người cách tôn trọng mọi người như thế nào lạc tú nói với ông chủ cây tv và thạch quân dạy bọn tao cách làm người ư tao có nghe nhầm không đấy Thạch Quân lại đột nhiên bật cười. Mẹ nó mày chỉ là một thằng nhà quê mà muốn dạy bọn tao cách làm người ư? Chẳng lẽ mày không biết ở đây tao là người định đoạt hả? Chủ cây tivi chế nhạo. Ồ, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cây tivi ở thành phố Thanh Thủy, mẹ nó, do Trương Hoa mày định đoạt từ khi nào thế? Hơn 100 người ngoài cửa trực tiếp xông vào. Người đứng đầu không ai khác chính là Vạn Hồng Uy. Trương Hoa vừa nghe thấy thế thì toát mồ hôi lạnh ngay cả thạch quân cũng tức khắc đứng dậy nhóm người ở cửa cũng nhanh chóng tách ra vạn hồng uy cầm khẩu súng lục bước vào sau đó trực tiếp dí súng vào trán trương hoa nói xem từ khi nào thì cây tv ở thành phố thanh thủy do mày định đoạt không 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 phải anh uy sao anh lại ở đây trương hoa sợ hãi các cây tv trong toàn bộ thành phố thanh thủy đều nằm dưới tay của vạn hồng uy đây mới là ông trùm Trương Hoa cũng chỉ là một con chó dưới trướng Vạn Hồng Uy mà thôi, trước mặt Vạn Hồng Uy thì anh ta có là cái thá gì đâu chứ. Mày định đoạt, phải không? Vạn Hồng Uy tát vào mặt Trương Hoa một cái thô bạo. Mày định đoạt hả? Một cái tát nữa. Ông đây cho mày định đoạt, thêm một cái tát nữa, khuôn mặt của Trương Hoa đã bị tát tới mức biến dạng. Còn dám ngông cuồng trước mặt lạc ra như vậy, Vạn Hồng Uy dùng báng súng đập vào trán Trương Hoa, tức thì Trương Hoa bị đập ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng trên đầu. Anh Huy, mặc dù thạch quân ngông cuồng, nhưng ở trước mặt Vạn Hồng Huy, cậu ta không hề dám ngông cuồng. Bởi vì đừng nói là cậu ta, ngay cả ba cậu ta cũng chỉ là cái dám trước mặt người ta. Đại ca của thành phố Thanh Thủy, tất cả các cây tivi đều thuộc sở hữu của người ta, đây mới là ông chủ thực sự. Giờ khắc này, trong lòng thạch quân hoàn toàn hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái mét. Chọc phải vạn hồng uy, dù ba cậu ta đến đây cũng không thể cứu được cậu ta. Chát, vạn hồng uy tát vào mặt thạch quân một cái tàn nhẫn. Mẹ nó thằng nhãi con, một tên nhóc còn hôi sữa mà cũng dám đánh người trong cây tivi của ông đây. Anh uy, hiểu lầm, hiểu lầm, thạch quân hiển nhiên sợ hãi, dù sao cậu ta vẫn đang học. Vốn dĩ cậu ta muốn gọi người đến bày trận giải quyết lạc tú nữa kia. Nhưng hiện tại, thế trận này giống như lạc tú đã nói, cậu ta không thể thu trận lại được rồi một người như vạn hồng uy chính là xã hội đen thật sự là một sự tồn tại mà cậu ta không thể chọc vào được hiểu lầm lạc gia là người mà cả tao cũng không thể trêu vào vậy mà mày lại dám bày trò với lạc gia vạn hồng uy nhấc chai rượu lên và đập vào đầu thạch quân nhất thời binh một tiếng đầu của thạch quân chảy máu mẹ nó học người ta kêu người hả vạn hồng uy lại tát cậu ta một cái quỳ xuống xin lỗi vạn hồng uy đá vào mặt thạch quân một cước ngay lập tức đôi giày ra sắc nhọn đá vào xương mày của thạch quân, máu lại chảy ra. Đúng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thạch quân quỳ dạp trên mặt đất xin lỗi nhân viên phục vụ. Sao bây giờ lại không ngông cuồng nữa đi? Lạc tú không hề động thủ, anh chẳng có hứng thú gì với loại rác rưởi này. Còn ông chủ cây TV trương hoa bị vệ sĩ bên cạnh đá một cước mà quỳ xuống. Lạc ra, ngài muốn thế nào? Vạn Hồng Uy tất nhiên là bị Lạc Tú gọi tới. Ở chỗ này, Nói tới nói lui, Lạc Tú mới là ông trùm. Anh bạn nhỏ, cậu nói hiện tại phải làm sao đây? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Tôi, tôi, Thạch Quân hoàn toàn sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Vạn Hồng Uy. Chuyện này là do cậu bày ra, dù sao cậu phải cho tôi một lời giải thích đúng không? Lạc Tú từ tốn châm một điếu thuốc, nhìn Thạch Quân với vẻ chế giễu. Chát, Vạn Hồng Uy tát mạnh tay vào mặt Thạch Quân. Không giải thích ông đây bắn mày một phát, vạn hồng uy dí súng thẳng vào mặt thạch quân. Lần này thạch quân hoàn toàn chết khiếp. Dù sao tuổi cậu ta cũng không lớn, hoàn toàn chưa từng thấy thế trận như thế này. Anh uy, anh uy, em cầu xin anh, em cầu xin anh đừng giết em. Thạch quân sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha, sợ tới mức bật khóc. Tên đồng bọn nhỏ của cậu ta cũng bị đưa ra ngoài, bị đánh đập một trận. Ngay cả cô gái phỉ phỉ cũng bị đưa ra ngoài bây giờ bọn họ mới biết rằng những gì lạc tú nói vừa rồi là sự thật trên đời này có những người mà họ không thể trêu vào được thôi bỏ đi anh giải quyết đi lạc tú sốt ruột xua tay không có hứng thú nhìn đám người này thu dọn đám nhóc con này và lại có một số cảnh không thích hợp nhầm tư vũ xem được vậy tôi sẽ thu xếp xe đưa ngài về lạc ra vạn hồng uy từ đầu đến cuối đều rất cung kính thậm chí có một chút sợ hãi anh ta còn đang suy nghĩ cứ dứt khoát đóng cửa toàn bộ cây tv trong khoảng thời gian này luôn cho rồi đừng bất cần lại chọc giận lạc tú vừa rồi khi anh ta nhận được điện thoại từ lạc tú anh ta đã sợ hãi đến mức suýt nữa vỡ gan may mắn mà anh ta cũng ở gần phượng hoàng cổ trấn vì vậy vội vàng đến đây trước tiên bước ra khỏi cây tv nhậm tư vũ nhìn lạc tú với vẻ lo lắng anh lạc bọn họ sẽ ổn chứ sẽ không sao đâu nhiều nhất chỉ là sợ hãi mà thôi. Lạc Tú lắc đầu. Tất nhiên, những lời này là lừa nhầm tư vũ. Xã hội đen có quy củ của xã hội đen. Ví dụ, Lạc Tú đến cây TV của Vạn Hồng Uy, sau đó nếu Lạc Tú không vui, Vạn Hồng Uy nhất định phải cho Lạc Tú một lời giải thích. chương 252, mày tiêu rồi. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ẩm ý. Trấn trưởng, chúng tôi thực sự không biết chuyện ông đã nói. Ba của nhầm tư vũ đang giải thích với một người đàn ông trung niên khoảng 40 với vẻ mặt kích động. Không biết, con trai tôi bị gãy cả hai chân, ông lại nói với tôi là ông không biết sao. Lúc này Thạch Kỳ Trung cười khẩy liên tục mà nhìn ba của nhầm tư vũ. Tôi không cần các người giải thích nữa, tóm lại, các người không thể ở lại phượng hoàng cổ trấn nữa. Chuyển ra ngoài cho tôi lập tức. Không phải, trấn trưởng, chúng tôi đều là những người bình thường, chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp chúng tôi thực sự không biết gì về chuyện con trai của ông ba của nhầm tư vũ bất lực nhìn thạch kỳ trung bọn họ đều là dân chúng bình thường làm sao có thể chọc tới người như thạch kỳ trung chứ ba có chuyện gì vậy nhầm tư vũ nhanh chóng chạy đến mày còn dám trở về à thạch kỳ trung đột nhiên mắng con trai của tao bị thế đều vì mày bây giờ các người nói phải làm sao đây thạch kỳ trung tức giận nhìn nhầm tư vũ ông ta cũng biết chuyện con trai mình thích nhầm tư vũ chỉ là ông ta không ngờ rằng tối hôm qua con trai mình lại xảy ra chuyện ở cây tv bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện đấy sau khi hỏi vài câu tự nhiên ông ta biết chuyện có liên quan đến nhậm tư vũ ông ta không thể chọc vào vạn hồng uy nhưng lại rất dễ dàng đối phó với gia đình của nhậm tư vũ xét cho cùng ông ta cũng là một trấn trưởng vì vậy bây giờ ông ta trực tiếp đưa người đến để gây rắc rối cho họ chuyện này mày phải cho tao một lời giải thích Thạch Kỳ Trung nhìn nhầm tư vũ bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến nhậm tư vũ giật nảy mình. Bác Thạch, chuyện xảy ra với Thạch Quân không liên quan gì đến cháu. Là anh ta đánh người không nên đánh, chọc phải người không thể chọc. Nhậm tư vũ giải thích. Con trai tao bây giờ đang nằm trên giường, mày còn nói là lỗi của nó. Thạch Kỳ Trung lại cười khẩy một tiếng. Con trai của tao xảy ra chuyện là bởi vì mày. Một, các người phải bồi thường tiền. Hai, sau này các người đừng đi học nữa, cả đời hầu hạ con trai tôi. Bằng không, nhà các người đừng hòng tiếp tục ở lại trong phượng hoàng cổ trấn này. Thạch Kỳ Trung hừ lạnh. Điều này khiến ba của nhầm tư vũ lập tức kinh hãi. Gia đình họ đã ở phượng hoàng cổ trấn bao đời nay, cội nguồn của họ là ở đây, nếu bị đuổi đi thì họ có thể đi đâu. Nhưng rõ ràng không thể để con gái ông hầu hạ thạch quân cả đời. Nhưng Thạch Kỳ Trung là trấn trưởng, vì vậy ông ta thực sự có khả năng đuổi bọn họ đi thậm chí chỉ cần một vài thủ đoạn, bọn họ sẽ không thể ở lại Phượng Hoàng cổ trấn. Thế nào cũng phải nói lý chứ, đúng không?" Lúc này Lạc Tú bước đến và nói. "Đừng nói với tôi những thứ vô bổ đó, tôi biết các người có quan hệ với Vạn Hồng Uy, nhưng vậy thì sao?" Thạch Kỳ trung chế nhạo. "Bây giờ tôi đang giải quyết việc chung, ở đây tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Tôi là trấn trưởng, tôi bảo họ đi, họ phải đi." Thạch Kỳ trung khoanh tay nhìn Lạc Tú với vẻ chế nhạo nếu không đồng ý thì các người có thể kiện, ở phía trên tôi có đầy người. Lời này của Thạch Kỳ Trung là sự thật, dù sao làm chấn trưởng thì cũng phải có chút quan hệ với bên trên. Bác Thạch, vấn đề này. Im đi, con khốn này, tất cả là bởi vì. Bốp, lạc tú tát một cái vào mặt ông ta. Anh tát Thạch Kỳ Trung ngã nhào xuống đất. Mẹ nó, mày dám đánh tao. Mày xong đời rồi, mày chờ đó. Nếu không nhốt mày cả đời, tao sẽ theo họ của mày. Thạch Kỳ Trung che mặt mắng. Các người đều thấy hết rồi đúng không? Đều quay lại hết rồi đúng không? Mày dám đánh chấn trưởng, nhóc con, mày chết chắc rồi, mày chờ đó cho tao. Thạch Kỳ Trung hung tợn chỉ vào Lạc Tú. Nhậm Tư Vũ muốn kéo Lạc Tú, nhưng thấy Lạc Tú hung dữ như thế thì lại không dám nữa. Đánh ông, Lạc Tú không hề tức giận, mà là trực tiếp cười nhạo Thạch Kỳ Trung. Anh bước đến và đá mạnh vào người Thạch Kỳ Trung một cú. Tôi đánh ông thì sao? Tôi cứ đánh ông đó. Lạc Tú đá Thạch Kỳ Trung một cước nữa. Ông là chấn trưởng mà lại dùng quyền lực để áp chế mọi người. Đây là điều ông nên làm à? Ông là người lớn, nhưng lớn mà mất nết, nói năng thô tục với trẻ nhỏ. Đây cũng là điều mà ông nên làm sao? Lạc Tú cười khẩy. Nào, ông giải thích cho tôi biết con khốn là gì đi. Lạc Tú túm lấy ngực Thạch Kỳ Trung, nâng Thạch Kỳ Trung lên và tát vào mặt Thạch Kỳ Trung hai cái tát. Nào, ông nói đi. Bốp bốp, lại thêm mấy cái tát, Thạch Kỳ Trung bị đánh đến nỗi lỗ tai chảy máu. Đúng lúc này, một chiếc xe Audi chạy tới. Khoảnh khắc Thạch Kỳ Trung nhìn thấy chiếc xe Audi kia, ông ta như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Ha ha ha, mày xong rồi, thị trường đến rồi, mày xong đời rồi. Thị trường, thị trường, tên ác bá đánh người này, ngay cả tôi cũng dám đánh. Thạch Kỳ Trung vội vàng chạy tới chiếc Audi vừa mở cửa thì thị trưởng Lý đã nhìn thấy Thạch Kỳ Trung. Bởi vì tối hôm qua là Vạn Hồng Uy sắp xếp người đưa Lạc Tú đến đây nên thị trưởng Lý cuối cùng cũng biết Lạc Tú đang ở đâu. Hôm nay giải quyết công việc chính thức xong, ông ta đã nóng lòng đến đến gặp Lạc Tú rồi. Suy cho cùng, chuyện này liên quan đến chuyện lớn sống chết của mình. Chỉ là vừa tới đã đụng phải chuyện này. Chuyện gì vậy, thị trưởng Lý cao mày. Thị trưởng Lý, ông đến đây đúng lúc lắm, Tên ác bá đánh người này tối hôm qua đã kêu người đánh gãy chân của con trai tôi. Hôm nay tôi đến lý luận lại đánh tôi nữa. Thạch Kỳ Trung không biết bị Lạc Tú đánh đau hay gì mà thậm chí còn khóc lóc. Đứng yên đi rồi nói, thị trưởng Lý nhìn thấy Thạch Kỳ Trung lại chỉ tay vào Lạc Tú thì sắc mặt tối sầm lại. Bây giờ ông ta đến đây để cầu xin Lạc Tú. Thị trưởng Lý, ông hãy nghe tôi nói. Nói con mẹ ông ấy. Lạc Tú đi tới và đá Thạch Kỳ Trung một cước nữa khiến thạch kỳ trung trực tiếp ngã nhào xuống đất sau đó là một loạt cú đá thị trưởng lý ông nhìn xem cậu ta đánh người thị trưởng lý ông xem tên ác bá này phải bị bắt phải phán cậu ta tù trung thân lúc này thạch kỳ trung thậm chí còn cố tình giả vờ ông ta sắp chết ông ta biết lạc tú xong đời rồi mày dám đánh chấn trưởng trước mặt thị trưởng cho dù hôm nay ông trời có đến đây cũng không thể cứu được mày lạc tú đá được một lúc thì dừng lại không tiếp tục nữa. chương 253, Phương Thuốc Thạch Kỳ chung tốt xấu gì cũng là một chấn trưởng, bây giờ lại bị một người bình thường đánh. Hơn nữa còn bị đánh trước mặt thị trường. Dù gì thì thị trưởng Lý cũng sẽ nói mấy câu cho mình chứ. Cho dù không nói mấy câu giúp mình thì dựa theo giải quyết việc chung, vậy cũng phải chỉ trích Lạc Tú. Tại sao bây giờ lại chỉ trích mình rồi? Không phải, thị trưởng Lý, tôi là Trấn. Bắt đầu từ bây giờ, ông không phải nữa rồi thị trưởng lý thình lình nói một cách hiên ngang lẫm liệt những lời này vừa dứt thạch kỳ trung đã hoàn toàn choáng váng chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy mà mình đã bị cách chức này thị trưởng lý điều này không hợp lý đâu nhỉ thạch kỳ trung vẫn không bỏ cuộc không hợp lý ông dùng quyền lực để trục lợi dùng quyền lực để đàn áp nhân dân ức hiếp nhân dân vậy có hợp lý không hơn nữa không chỉ có ông bị cách chức tôi sẽ lập tức sắp xếp người điều tra, tôi muốn xem mấy năm qua trấn trưởng ông đã làm bao nhiêu chuyện ức hiếp dân chúng rồi. Thị trưởng Lý bày ra vẻ mặt chính nghĩa mà nói. Trái pháp luật, loạn kỷ cương, ai cho ông cái quyền này? Khoảnh khắc những lời đó được nói ra, sắc mặt của Thạch Kỳ Trung trở nên tái mét hoàn toàn. Sao ông ta có thể không có vấn đề gì được? Nếu bị điều tra, ông ta sẽ phải ngồi tù phần đời còn lại. Ông không phục thì cũng có thể đi kiện tôi phía trên tôi có đầy người đây này. Thị trưởng Lý khịt mũi lạnh lùng, dùng những gì Thạch Kỳ Trung vừa nói tát vào mặt Thạch Kỳ Trung. Nhưng Thạch Kỳ Trung vẫn không hiểu, làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này. Mãi đến giây phút sau, ông ta mới biết lý do thực sự. Bởi vì sau đó ông ta nhìn thấy thị trưởng Lý vô cùng khách sáo, thậm chí còn nói chuyện với Lạc Tú một cách khá ngoan ngoãn. Lạc ra, thật xin lỗi đã làm phiền ngài. Lúc này đây, Thái độ của thị trưởng Lý hết sức tôn kính. Thạch Kỳ Trung nhìn thấy cảnh tượng này thì tức khắc phản ứng lại được. Vậy là ông ta đã đắc tội với người đó, đắc tội với thanh niên đó rồi. Vì vậy, mới khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra được người thanh niên này rất có lai lịch, ngay cả thị trưởng Lý cũng phải nể mặt như vậy, điều này đã hoàn toàn giải thích mọi chuyện. Lạc Tú lại không cho thị trưởng Lý vẻ mặt hòa nhã gì anh trực tiếp bỏ mặc thị trưởng Lý ở một bên, sau đó quay trở lại nhà của Nhậm Tư Vũ. Đương nhiên, thị trưởng Lý cũng không dám tức giận, dù sao đây là người có thể cứu mạng mình. Và lại tính tình của các cao nhân đều rất lớn, ai bảo người ta có bản lĩnh chứ. Mà Thạch Kỳ Trung hoàn toàn bị sốc vào giây phút này. Ngay cả mặt mũi của thị trưởng Lý cũng không cho, tên này có lai lịch lớn đến mức nào chứ. Lần này mình thực sự chết chắc rồi. Anh Lạc, anh rốt cuộc là ai? nhậm tư vũ nhìn theo sau lưng lạc tú người bình thường lạc tú mỉm cười nhậm tư vũ trợn tròn mắt vạn hồng uy ông trùm của thành phố thanh thủy nhìn thấy anh đã hoảng sợ như cháu trai bây giờ ngay cả người đứng đầu thành phố thanh thủy cũng phải lễ phép với anh anh còn mặt mũi nào mà nói rằng mình là người thường anh còn là người bình thường vậy chúng tôi là gì nhưng nhậm tư vũ không dám hỏi thêm mà lạc tú yêu cầu nhậm tư vũ chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh sau đó đi vào luyện thuốc. Đây chỉ có thể được coi là một viên thuốc, không thể xem là đan dược. Không phải lạc tú không thể luyện chế đan dược, mà là tài liệu không đủ. Nhưng miễn là nó có thể ngăn cản thi độc là được. Đến tận 10 giờ tối, lạc tú mới ra ngoài. Những viên thuốc được lạc tú luyện thành mấy trăm phần. Cho ba của nhầm tư vũ một viên, chẳng bao lâu là sắc mặt của ba nhầm tư vũ đã tốt hơn nhiều, không cảm thấy lạnh nữa. Sau đó, lạc tú đưa cho nhầm tư vũ một ít viên thuốc và bảo nhầm tư vũ phân phát những viên thuốc đó cho một số dân làng trong thị trấn rồi anh lại tiện tay ném cho thị trưởng lý đang đợi bên ngoài thị trưởng lý suýt chút nữa đã bật khóc rối rít cảm ơn về sau làm nhiều chuyện hơn cho dân chúng đi lạc tú xoay người đi vào nhà đêm đó một số người trong thị trấn bị chúng thi độc đều khỏi hẳn nhưng khi nhầm tư vũ làm việc lại không được cẩn thận cho lắm phạm một chút sai lầm quỷ ra chính là loại đan dược này. Thạch Kỳ Trung đưa cho Thạch tứ quỷ một viên thuốc. Ông ta không ngờ cuối cùng ông ta lại lấy được một viên thuốc từ chỗ người khác. Thạch tứ quỷ đặt viên thuốc bên cạnh miệng và vươn chiếc lưỡi thâm đen của mình ra liếm một cái, cuối cùng nhét viên thuốc vào miệng. Không mất bao lâu, sắc mặt Thạch tứ quỷ thoáng vặn vẹo, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu đen kia tanh hôi vô cùng, thậm chí còn bốc lên một luồng khói đen. Thạch tứ quỷ nở nụ cười trên môi trong mắt lóe lên tia sáng tốt cực kỳ tốt sau đó quay đầu về phía giang giật phi đang ở bên cạnh cậu giang cậu nghĩ như thế nào về chuyện này bác quỷ đây là một điều tuyệt vời nếu thật sự không ai có thể luyện ra loại giải dược trị liệu thi độc này vậy đây sẽ là một mối làm ăn lớn giang giật phi cười khẩy một tiếng chỉ cần lấy được đơn thuốc này rồi bắt được thi vương kia tôi có thể bảo đảm trong vòng một tháng toàn bộ người của tương tây đều phải đến tập đoàn thiên dược của tôi mua thuốc giang giật phi cười tự đắc ngoài ra thạch kỳ trung lần này ông lập công rồi thạch tứ quỷ nhìn về phía thạch kỳ trung quỷ ra sau đêm nay tôi nhất định sẽ ngồi tù trong suốt phần đời còn lại tôi chỉ có một yêu cầu sau khi lấy được đơn thuốc hãy giết cậu ta cho tôi thạch kỳ trung nói với vẻ tàn nhẫn được tôi hứa với ông còn có tin tức mới nhất huyết thi vương đã trở lại điền ra trại và lại nghe nói ngày mốt thiếu niên tông sư kia sẽ đến, ngày mai những người khác cũng đến, cho nên ngày mốt, chúng ta cứ dứt khoát hành động là được. Thiếu niên tông sư khác với những người khác, đến lúc đó, mở tiệc chiêu đãi những người có máu mặt tương tây này, chúng ta phải chuẩn bị một bữa tiệc đón gió cho người ta. Thạch tứ quỷ mỉm cười. Nhưng đơn thuốc, cậu Giang, cậu nên cố gắng hết sức để lấy. Giá trị của đơn thuốc có thể giải thi độc không thể đo lường, được giang giật phi đồng ý điều này quá đơn giản mình lấy tiền đập thôi cũng lấy được đến lúc đó tôi sẽ tiến cử các người nếu thật sự có thể cho các người gia nhập môn hạ của thiếu niên tông sư tương lai các người có thể một bước lên trời còn giang giật phi và lưu văn vĩ thì cười cười sau bao lâu chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi sao vị thiếu niên tông sư trong truyền thuyết ngay cả thạch tứ quỷ cũng có chút hưng phấn sáng sớm hôm sau giang giật phi Lưu Văn Vĩ và những người khác dẫn người đến nhà nhậm tư vũ. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tú, bọn họ đã chết lặng. Tại sao lại là Lạc Tú? Đám người Lưu Văn Vĩ vẫn chưa xuống xe. Lạc Tú, thuốc là do cậu ta luyện ư. Lưu Văn Vĩ ngây ngẩn cả người, Vu xa xa cũng sửng sốt. chương 254, khoảng cách xa nhất. Lạc Tú, nếu trong tay cậu có phương thuốc thì hãy lấy ra đi. Vu Sa Sa ở bên cạnh thuyết phục cậu đã kết thù với văn vĩ và cậu giang, cậu lấy đơn thuốc ra, tôi sẽ là người hòa giải cho cậu, hóa giải ân oán, cậu nghĩ thế nào? nhưng lạc tú lại không hề để ý đến vu xa xa, lạc tú, cậu cần phải nghĩ kỹ, lần này không chỉ đơn giản là ân oán cá nhân, đây là tương tây, nhà họ thạch ở đây một tay che trời, lần này quỷ gia đích thân hạ lệnh đòi đơn thuốc, và lại lạc tú, để tôi nói thật với cậu. Văn Vĩ và Quỷ gia không phải là người bình thường. Có lẽ cậu cũng đã tiếp xúc với một số người, vậy cậu nên rõ sự đáng sợ của những người như bọn họ. Tôi và cậu cũng chỉ là người bình thường, nếu hôm nay cậu đắc tội hai người bọn họ, cho dù cậu rời khỏi tương tây, cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Vu Sa Sa tận tình thuyết phục. Rắc rối, đắc tội, Lạc Tú bật cười, nhưng là cười khẩy. Chỉ dựa vào bọn họ mà cũng xứng nói tôi đắc tội bọn họ, tôi sẽ gặp rắc rối? Vu Sa Sa, từng là bạn học một khoảng thời gian, nhưng cô có thực sự hiểu tôi? Cô thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy người bọn họ là có thể đe dọa tôi. Lạc Tú hử lạnh. Đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù là thạch tứ quỷ của nhà họ thạch sau lưng bọn họ đến đây, cũng không xứng nói tôi đắc tội ông ta. Lạc Tú rừng dưng nói. Lạc Tú, cậu có biết lần này sẽ có bao nhiêu người rất kinh khủng đến không? không ai trong số những nhân vật đó là một tồn tại mà cậu có thể dễ dàng chiêu chọc được. Ngoài ra còn có vị thiếu niên tông sư lợi hại nhất ở Hải Đông. Mấy ngày hôm trước ở trên bàn cơm cậu cũng nghe nói vị thiếu niên tông sư đó đáng sợ như thế nào rồi đúng không? Vu Sa Sa lắc đầu. Làm sao cô ta có thể không biết chi tiết của Lạc Tú chứ? Dù gì cô ta cũng từng là bạn học cấp 3 của anh, làm sao lại không biết gia cảnh và xuất thân của Lạc Tú chứ? Cho dù bây giờ Lạc Tú có mạng lưới quan hệ mạnh hơn, quen biết một số ông lớn, cũng có một số tiền trong tay, thì cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Nhưng Lưu Văn Vĩ và nhà họ Thạch nào có thể là những người bình thường? Đó là một nhóm người có sức mạnh vượt ra ngoài thế giới. Giang Giật Phi là người của gia tộc lớn. Bất kỳ ai trong số những người này đều có thể bóp chết Lạc Tú. Nể tình từng là bạn học, nhưng đây là lần cuối cùng. Lạc Tú thở ơ nói, trực tiếp phát lệnh đuổi khách. Tiện thể, cô giúp tôi truyền một câu, nếu bọn họ nhất định muốn chết thì dù Diêm Vương không nhận bọn họ, bọn họ cũng phải chết. Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Hai, bao nhiêu lời hay tôi cũng đã nói hết rồi, tùy cậu đấy. Vu xa xa xoay người. Lạc Tú, nể tình từng là bạn học, tôi cũng cho cậu một lời khuyên, hy vọng cậu không hối hận về quyết định hôm nay. Vu xa xa rời đi sau khi nói lời này. Nhưng trong lòng cô ta không khỏi thở dài, có người luôn luôn không biết trời cao đất dày, thật sự cô ta không thể giao tiếp được với một người kiêu ngạo như Lạc Tú. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, câu này là nói người như Lạc Tú. Chờ vu xa xa trở lại xe, Lưu Văn Vĩ cau mày. Sao thế, cậu ta không chịu giao ra à? Vu xa xa gật đầu và thở dài. Ha, vậy hôm nay tôi phải giết chết cậu ta. Lưu Văn Vĩ nói rồi định xuống xe, nhưng lúc này lại thấy A phổ tử khôi đi tới. Giang giật phi vươn tay ngăn Lưu Văn Vĩ lại. Ngày mai đi, đến lúc đó chúng ta lừa cậu ta qua đó và giết cậu ta trước mặt mọi người. Giết người dù sao cũng phải rõ động cơ. Giang giật phi cười khẩy một tiếng. Lưu Văn Vĩ cũng cười khẩy. Được, ngày mai đúng lúc thiếu niên tông sư tử Hoa Đông cũng sẽ đến. Quỷ gia cũng chuẩn bị xuống tay với nhà họ A Phổ rồi. Đến lúc đó tôi sẽ giết cậu ta trước mặt A Phổ tử khôi. Mấy người lái xe đi về. A à, phổ tử khôi đến chỉ để chào lạc tú và chuẩn bị một chút, vì ngày mai lạc tú và họ sẽ động thủ với huyết thi vương. Buổi chiều, thẩm nguyệt lan nhờ giang đồng nhiên gọi điện thoại mời lạc tú đi ăn cơm. Lạc tú chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của giang đồng nhiên. Trong một nhà hàng phương tây, ba người tụ tập. Trên thực tế, thẩm nguyệt lan không có tâm trạng tốt muốn mời lạc tú đi ăn, mà là muốn nhắc nhở lạc tú đừng ầm ý với giang giật phi bữa ăn được dọn ra nhanh chóng, nhân viên phục vụ mở một chai rượu vang đỏ. Thẩm Nguyệt Lan luôn tò mò về lai lịch của Lạc Tú, vì vậy lần này cố ý thử Lạc Tú. Hay là cho chút tiền bầu ơ đi, Thẩm Nguyệt Lan mở miệng. Chàng trai, đến lượt cháu biểu hiện rồi, Thẩm Nguyệt Lan mỉm cười. Lạc Tú xem qua hóa đơn, chi tiêu một vạn mốt tệ. Vì vậy, anh lấy ra 1.650 nhân dân tệ và đưa cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ nói cảm ơn. Cậu nhóc thối, rốt cuộc cháu có lai lịch như thế nào? Thẩm Nguyệt Lan hỏi. Cách bầu ơ này không giống trong nước mà hơi giống bên Âu, 15% tiền ăn. Hiển nhiên, Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy lạc tú nhất định là công tử con nhà giàu. Nếu không thì sẽ không cho tiền bao ơ theo cách này. Ngay cả Giang Đồng Nhiên cũng không nhận ra trò mèo trong đó. Gia đình cháu ở nước ngoài hả? Thẩm Nguyệt Lan hỏi lại, dù sao cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Khẩu duệ thuần túy của viêm hoàng cháu là người hoa hạ và cháu tự hào vì điều đó không tin đúng không lạc tú nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu không tin của thẩm nguyệt lan bồi bàn bảo nhà bếp nấu một nồi bánh bao hấp lạc tú đột nhiên nói với nhân viên phục vụ ngay lập tức người trong nhà hàng đều nhìn sang nào có ai ăn bánh bao hấp trong một nhà hàng pháp chứ bánh bao hấp ăn với ốc kiểu pháp rất thú vị lạc tú mỉm cười nhưng sắc mặt của Thẩm Nguyệt Lan lại trở nên đen kịt. Bởi vì Lạc Tú rõ ràng là đang đùa bà đây mà. Còn Giang Đồng Nhiên thì bị chọc cười. Không lớn không nhỏ, còn dám nói đùa với gì. Được rồi, không hỏi thăm được lai lịch của cháu rồi. Thẩm Nguyệt Lan thấy Lạc Tú nói trên chọc cười thì biết có hỏi cũng không có kết quả. Nhưng gì không quan tâm cháu có lai lịch như thế nào, tốt nhất đừng gây chuyện với tên nhóc giật phi kia, hơn nữa còn có nhà họ thạch ở tương Tây. Thẩm Nguyệt Lan nói. dì à, không phải là gì tới chào phúng cháu đấy chứ. Lạc Tú nhướng mày. Gì là loại người như vậy à. Gì chỉ sợ cháu không biết lớn nhỏ, ở bên ngoài chịu thiệt. Ba mẹ cháu cũng không ở bên cạnh cháu đúng không? Nếu không nhất định sẽ dạy dỗ cháu thật nghiêm khắc rồi. Thẩm Nguyệt Lan tức giận nói. Nhà họ thạch ở tương Tây thực sự rất đáng sợ, người bình thường không thể nào động vào. Nghe nói ngày mai thiếu niên tông sư của Hoa Đông cũng sẽ tới, Dì cũng được mời đến. Đến lúc đó gì phải đi xem rốt cuộc lợi hại như thế nào. Thẩm Nguyệt Lan thực sự mong đợi. Nói cho cùng, cao thủ số một hoa đông vậy mà lại là một thanh niên, đó không phải là một nhân vật bình thường. Mặc dù lời nói của dì khó nghe, nhưng cháu ở ngoài một mình, dì không muốn cháu chịu thiệt thòi. Không nên chọc phải người không được chọc. Nhưng mà dì cũng cho cháu lời chắc chắn, dì rất thích cháu, sau này nếu có người muốn bắt nạt cháu, cháu có thể nói với dì. Tuy rằng gì không ở giang hồ, nhưng vẫn có quan hệ." Thẩm Nguyệt Lan lên mặt nói. "Ok, nữ hiệp, Lạc Tú trêu chọc. "Được rồi, cháu đừng có ngại gì dài dòng, về già đều như thế cả. Sau này dì sẽ giúp cháu tìm một cô gái tốt ở Yên Kinh. Cháu lớn như vậy, đã đến lúc lập gia đình rồi." "Dì nói mẹ cháu đấy, không biết sốt ruột gì cả. Nếu gì gặp bà ấy thì phải nói chuyện với bà ấy mới được." "Lạc Tú?" "Gì?" Ngày mai gì cũng đến góp vui à, không phải gì muốn gặp thiếu niên tông sư kia đấy chứ." Lạc Tú trêu ghẹo. "Nào, cháu ngồi đây cho gì nhìn cho đủ, gì xem cháu đẹp trai hay không?" Chương 255: Quan lại tập hợp. Từng chiếc xe sang trọng lần lượt kéo đến, cũng may là diện tích trong trại đủ lớn nên không có vẻ đông đúc lắm. Nhưng ngày hôm nay, tất cả những người có thể đến đây đều là những kẻ tai to mặt lớn. Có thể nói hầu hết những người thực sự có năng lực ở tương tây đều đã tề tựu đông đủ đó là lục tề thiên phải không một thanh niên bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng lông mày lộ ra khí chất cực kỳ bất phàm đôi mắt sáng ngời còn để tóc dài cao khoảng một m tám đi đường toát lên long hành hổ bộ ha 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 lục sư đệ ngay cả thạch tứ quỷ cũng đích thân đến chào hỏi anh ta không hổ danh là người đi đầu trong giới trẻ tuổi nhìn khí thế của anh là đã không giống người thường rồi rất nhiều người đều khen ngợi. Sau đó, một ông già thấp bé cũng bước xuống xe, ông già thấp bé kia có vết chai trên khắp tay, toàn thân bùng lên một cảm giác kiên quyết và mạnh mẽ. Ông ta này chính là vị tông sư của Xuyên Tây, Trương Phong Hổ. Ông ta cực kỳ nổi tiếng ở khu vực Xuyên Tây, có rất nhiều đệ tử, không thua kém gì bắt cực môn. Một thân khổ luyện công phu đã đại thành, nghe nói đau thương bất nhập. Và sau đó là một nhóm người cầm đầu là một người đàn ông trông hơi bệnh tật. Người đàn ông này có hơi quen thuộc với Giang Giật Phi. Anh ta tiến lên trò chuyện với Giang Giật Phi, đó là người của Kim Cương Môn. Kim Cương Môn là một môn phái tương đối khiêm tốn, thậm chí có thể nói là người ngoài thế đạo, rất hiếm người lui tới. Nhưng hành động vĩ đại vây khốn được một vạn quân, do trận thế mà lão môn chủ giúp lâm hóa lòng bố trí năm đó đủ để chứng minh mọi thứ. Và người đến lần này là một trưởng lão của Kim Cương Môn, đinh lão quái, thực lực mạnh mẽ không thua gì vì tông sư ở xuyên Tây kia. Chính xác mà nói, ngay cả thạch tứ quỷ cũng không yếu hơn so với các tông sư bình thường. Chỉ là cảnh giới của tông sư này cũng phân mạnh yếu, chẳng hạn như nhân vật như phong thiên lôi. Ví dụ, thiếu niên tông sư đã tát phong thiên lôi một phát chết tươi. Tất cả mọi người trông đợi nhất dĩ nhiên là người đứng đầu hoa đông, thiếu niên tông sư, chỉ là hình như đối phương vẫn chưa tới mà lúc này thạch tứ quỷ đã tiếp đón mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Lúc này, thẩm Nguyệt Lan cũng tới. Tuy rằng bà chỉ là một người bình thường, nhưng bà cũng có một vị trí nhỏ nhoi ở đây với tư cách là một nữ hoàng doanh nhân và là dì út của Giang Giật Phi. Nhưng Giang đồng nhiên thì không may mắn như vậy, thậm chí còn không có một chỗ để ngồi. Mọi người, các người không cần phải lo lắng quá nhiều về việc đối phó với huyết thi vương. Chúng tôi đã tìm được người có phương thuốc chống lại thi độc rồi thạch tứ quỷ vừa nói những lời này ngay lập tức những người khác đều ngạc nhiên chẳng lẽ là người từ dược vương cốc tới đây đinh lão quái nói mặc dù kim cương môn bọn họ không liên quan nhiều đến thế tục nhưng bọn họ cũng biết một số môn phái ẩn giấu nhưng thạch tứ quỷ lại lắc đầu chắc là cậu ta có liên quan đến dòng giống của người săn thi thảo nào dòng dõi săn thi đã đối phó với xác chết từ thời cổ đại rồi chỉ là mọi người tôi đã cho người đến trao đổi, nhưng người ta không chịu. Hừ, nếu không chịu, tôi không ngại trực tiếp ra tay giành lấy. Vị tông sư trương phong hổ của xuyên Tây hừ lạnh. Tộc trưởng thạch mời tôi đến trả giá cho muôn dân thiên hạ, ra tay chóc não huyết thi vương đã gây hỏa cho tất cả chúng sinh. Nếu dòng dõi săn thi thực sự không muốn hợp tác, vậy tôi cũng không ngại xóa sổ dòng dõi săn thi. Thanh niên thiên tài của nhà họ lục, lục tề thiên ngạo nghễ nói gia tu của nhà họ lục bọn họ chính là chính pháp đạo gia coi thường nhất chính là những người giao thiệp với ma quỷ như dòng dõi săn thi hầu như một đám người đều bày tỏ thái độ hơn nữa cũng tự coi mình rất cao nếu hôm nay có người thật sự dám không nể mặt bọn họ có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp hạ sát thủ mà nhìn những ông trùm này vu xa xa thở dài một tiếng nghĩ đến những gì hôm qua đã nói với lạc tú trên mặt không khỏi lộ ra vẻ châm trọc có rất ít người bình thường đến đây ngày hôm nay hầu như tất cả họ đều là những người thực sự có năng lực những người như vậy bất cứ một ai cũng có thể bóp chết lạc tú không biết lạc tú lấy gan từ đâu ra mà nói năng ngông cuồng như vậy hôm nay cậu ta sẽ đến chứ đôi mắt lưu văn vĩ lộ ra vẻ chờ mong đương nhiên anh ta đang muốn nói đến lạc tú chắc là sẽ đến giang giật phi nói dù gì thì hôm nay nhà họ a phổ cũng đến chắc là cậu ta sẽ đến chỉ cần cậu ta dám tới thì hôm nay sẽ tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ. Tôi muốn cậu ta không thể bước ra khỏi trại này." Lưu Văn Vĩ hừ lạnh một tiếng. Lời vừa dứt, một chiếc xe chạy tới, A Phổ Tử Khôi và Lạc Tú đã đến. Mà Thạch Tứ Quỷ lúc này cười khẩy một tiếng. A Phổ Tử Khôi mặc một chiếc váy, không hề có cảm giác rằng một chút nữa có thể đánh nhau. Lạc Tú tự nhiên đi cùng A Phổ Tử Khôi. Tộc trưởng Tử Khôi thật là khí phách, còn đi cùng thiếu niên này nữa. Thạch Tứ Quỷ cười khẩy. Hôm nay, dòng dõi săn thi nhất định sẽ bị xóa bỏ, dù sao ở tương tây cũng không thể một núi chứa hai hổ. "Ồ, tôi muốn biết Thạch Tứ Quỷ, chính xác thì hôm nay ông đang làm gì với thế lớn như vậy?" A à, Phổ Tử Khôi có vẻ khá bình tĩnh. "Đùa à, có Lạc Tú ở bên cạnh cô ta, hôm nay cô ta đến đây chính là để xem cuộc vui, cho nên cô ta mới mặc váy liền áo, tựa như đến tham gia tiệc tối." "Làm cái gì?" Thạch Tứ Quỷ chế nhạo tôi định làm gì chẳng lẽ cô còn không biết sao muốn tiêu diệt dòng dõi săn thi của tôi à a à, phổ tử khôi cười tủm tìm không sai chính là như vậy hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn chờ thiếu niên tông sư tử hoa đông tới tôi rất mong đợi tộc trưởng tử khôi cô có thể giữ được thái độ bình tĩnh này hay không bớt nói nhảm đi thằng nhóc kia tôi hỏi cậu có phải trên người cậu có phương thuốc giải thi độc không thạch tứ quỷ hỏi thẳng ngay sau khi những lời này vừa được thốt ra tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý về phía lạc tú nhưng sắc mặt của thẩm nguyệt lan lại thay đổi bà tức khắc đứng lên trực tiếp bước đến chỗ lạc tú cháu ở đây làm gì mau trở về đi thẩm nguyệt lan sợ lạc tú nói sai sẽ gây ra phiền phức lớn tộc trưởng thạch đây là cháu trai của tôi chắc chắn không có phương thuốc ông nói đùa rồi thẩm nguyệt lan giải vây cho lạc tú nhưng lạc tú nhàn nhã châm một điếu thuốc, nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 256, cậu là võ giả. Ông bảo tôi đưa cho ông ư, lạc tú không khỏi bật cười trước câu nói này. Ông nghĩ ông là ai? Mà lớn mặt đến thế, lạc tú vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Tên này bị ngốc sao? Không ngờ anh lại dám ăn nói như vậy với vu vương thạch tứ quỷ. Ngay cả thạch tứ quỷ cũng ngẩn người, không nói đến người bình thường ở trước mặt, mà ngay cả đám cao thủ ngồi ở đây cũng không dám ăn nói như vậy với ông ta. Vu Sa Sa cảm thấy có phải sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lạc Tú đã bị ngốc rồi không? Anh vẫn ngông cuồng như thế, nhưng tốt xấu gì cũng phải xem thử hôm nay là tình cảnh nào cơ chứ. Thẩm Nguyệt Lan cũng ngẩn người, không ngờ Lạc Tú lại ăn nói như thế. Ngày thường anh ăn nói mạnh miệng ở trước mặt bà thì thôi đi, tại sao ở những nơi như này cũng ăn nói như vậy với Vu Vương? Tràng trai trẻ, cậu đúng là ăn nói mà không biết nhìn hoàn cảnh, đừng nói là cậu, ngay cả A Phổ Tử Khôi mà cậu dựa dẫm cũng không dám ăn nói như vậy với Vu Vương." Lục Tề Thiên đứng dậy mắng. Tóc anh ta dài đến eo, cực kỳ anh tuấn, khí chất bất phàm, khiến nhiều phụ nữ có mặt tại đây không khỏi có cảm tình với anh ta. Ô, mấy người lợi hại lắm à?" Lạc Tú khẽ cười, vẻ mặt khinh bỉ. "Lạc Tú, cậu quá kiêu ngạo rồi đó, cậu có biết trước mặt cậu là ai không hả?" lưu văn vĩ đứng ra mắng tôi không có hứng thú muốn biết mặc kệ là ai cũng không có tư cách bảo tôi đưa đơn thuốc cho ông ta ngay trước mặt tôi lạc tú vẫn rất khinh thường nói ngông cuồng thật sự quá ngông cuồng đây chính là cảm nhận của mọi người không ngờ anh lại dám ăn nói như vậy trước mặt các cao thủ trong thiên hạ những người đang ngồi ở đây đều là nhân vật có máu mặt hơn nữa còn có mấy người đại diện cho các thế lực lớn đâu có ai là người có thân phận ngoài cuộc bình thường ai cũng là nhân vật lớn danh chấn một phương nhưng bây giờ lạc tú lại dám ăn nói như vậy ha 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 được nhiều năm qua không ai dám ăn nói như vậy với tôi cả thạch tứ quỷ không những không nổi giận mà còn cười nói chàng trai trẻ sự ngông cuồng và thiếu hiểu biết của cậu thật sự đã khiến mọi người ở đây đều phải ngạc nhiên tôi rất tò mò rốt cuộc cậu đã dựa dẫm vào ai là a phổ tử khôi đã đứng sau lưng cậu đúng không nếu đúng là như vậy thì tôi chỉ có thể nói, tôi thật sự không biết là do cậu quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc nữa." Vu Vương Thạch Tứ quỷ cười khẩy. "Tôi không dựa dẫm vào ai cả, mà chỉ dựa vào bản thân." Lạc Tú lắc đầu đáp. "Lạc Tú, không ngờ cậu lại dám ăn nói lỗ mãng trước mặt Phu Vương." Lưu Văn Vĩ đi tới, rõ ràng muốn đánh nhau. "Vu Vương, mấy chuyện vặt vãnh này cứ giao cho tôi, đúng lúc tôi đang có một khoản nợ cũ vẫn chưa tính sổ với cậu ta." Lưu Văn Vĩ vừa lên tiếng, Thạch Tứ Quỷ cũng theo đó mà đi xuống bậc thang. "Được, quả thật với thân phận của tôi không thích hợp để so đo với loại tép siêu như này." Thạch Tứ Quỷ mỉm cười, tiếp tục ngồi xuống. "Lạc Tú, tôi khuyên cậu bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, cậu hãy giao đơn thuốc ra rồi xin lỗi anh Văn Vĩ đi. Hôm nay A Phổ Tử Khôi mà cậu dựa dẫm cũng không thể giúp gì được cho cậu." Vu xa xa ở bên cạnh khuyên nhủ, "Nếu A Phổ Tử Khôi không thể giúp được cậu, thì người bình thường như cậu chỉ có một con đường chết khi đứng trước mặt anh Văn Vĩ thôi. Nhưng Lạc Tú lại lắc đầu cười khẩy. Nhóc con, nếu trên người cháu thật sự có thuốc thì cháu mau lấy ra đi, đừng làm lớn chuyện nữa. Lúc này Thẩm Nguyệt Lan đang bị Giang Giật Phi sai người ngăn lại, nên chỉ có thể gấp gáp. Nhóc con, bọn họ đều không phải là người bình thường. Nếu hôm nay bọn họ thật sự muốn xuống tay với cháu thì cháu sẽ tiêu đời. Nhưng Lạc Tú vẫn rửng dưng, chẳng thèm bận tâm lúc này lưu văn vĩ đã đi tới trước mặt cười khẩy nhìn lạc tú ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường và thờ ơ chúng ta đều là bạn học với nhau cần gì phải ra nông nỗi này lạc tú lắc đầu nói ừm um, đều là bạn học với nhau sao phải ầm ý đến mức độ này lưu văn vĩ cũng cười nói tiếc rằng đã muộn rồi lưu văn vĩ lắc đầu chắp hai tay ra sau lưng anh ta tự tin rằng mình có thể tùy ý bóp chết lạc tú nên hoàn toàn không đặt lạc tú vào mắt Lạc Tú ơi Lạc Tú, trước đây tôi cảm thấy Lưu Văn Vĩ tôi đã được coi là rất ngung cuồng rồi, ai rẻ cậu còn ngông cuồng hơn tôi. Nhưng chúng ta có một điểm khác biệt, đó chính là mặc dù tôi ngông cuồng, nhưng tôi có vốn liếng và sự tự tin của mình. Tôi có quyền ngông cuồng. Còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu không tò mò tại sao ban đầu vu xa xa rất thân với cậu, nhưng lại đột một vứt bỏ cậu để kết thân với tôi hay sao? Để tôi nói cho cậu biết, đó là vì cậu chỉ là một người bình thường còn tôi thì không, trong mắt người bình thường như các cậu thì tôi giống như một vị thần. Từ nhỏ anh ta đã lén lút tu luyện một loại bí thuật vô cổ, mặc dù chưa đạt tới đại thành nhưng thực lực cũng không thấp, dù có mười mấy người bình thường cũng bị anh ta hành hạ đến chết. Mà người ngồi ở đây đều những vị thần còn lợi hại hơn tôi. Tôi không biết cậu lấy đâu ra can đảm để nói khoác không biết ngưỡng như vậy. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, trời cao bao nhiêu thì đất dày bấy nhiêu. Người bình thường như cậu, nếu không phải là vì tôi không muốn giết thì cậu đã sớm chết 800 lần rồi. Lưu Văn Vĩ tức giận gầm lên rồi đột một lao tới. Trong mắt anh ta, Lạc Tú chỉ là một người bình thường, nhưng lại đối đầu với anh ta hết lần này tới lần khác, đúng là điếc không sợ súng. Mấy người khác cũng nhìn Lạc Tú với vẻ thương hại. Bọn họ đã nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng anh không chịu nghe, cứ nhất quyết phải cứng rắn, cũng đúng người ngông cuồng như vậy, chỉ có thể để anh nhìn thấy quan tài, anh mới đổ lệ. Chỉ có để anh nhìn thấy mình yếu đuối và đáng thương thì anh mới biết suốt cuộc ban nãy mình đã ngông cuồng đến nhường nào. Anh chỉ là một người bình thường mà cũng dám ăn nói như vậy với nhân vật lớn như bọn họ. Vu xa xa thấy Lưu Văn Vĩ ra tay cũng không nhịn được thở dài. Lạc Tú ơi Lạc Tú, cậu cần gì phải ra nông nỗi này? Đợi tới Lưu Văn Vĩ đánh cậu đến mức quỳ xuống xin tha, để tôi xem cậu còn có thể ngông cuồng được không? trong tay Lưu Văn Vĩ bỗng xuất hiện một luồng khí âm u lạnh lẽo, thậm chí lòng bàn tay cũng đen kịt. Vừa ra tay đã dùng chiêu thức nham hiểm của nhất mạch phu cổ, lòng bàn tay còn mang kịch độc có thể làm tê liệt thần kinh của con người một cách dễ dàng, khiến người đó tạm thời mất đi khả năng di chuyển. Nếu đánh chúng người lạc tú, tạm thời sẽ không giết chết anh, nhưng lại khiến lạc tú sống không bằng chết, khó chịu như bị một vạn con trùng gặm nhấm trái tim. Cậu sợ rồi chứ, lần này cậu. Bốp, một cái tát bóng xuất hiện ngay trước mặt Lưu Văn Vĩ với tốc độ cực nhanh. Nhưng Lưu Văn Vĩ có thể nhìn thấy rất rõ, thậm chí còn có thể nhìn thấy hoa văn trong lòng bàn tay. Cái tát đột một xuất hiện này đã cắt ngang lời nói của Lưu Văn Vĩ, rồi giáng mạnh xuống mặt anh ta. Lưu Văn Vĩ không những bị tát đến mức ngã xuống đất ngay, mà còn lún sâu xuống đất. Cái tát này giáng xuống, ít nhất cũng phải gãy mấy chục khúc xương. Lưu Văn Vĩ hộc máu kèm theo nội tạng bị vỡ nát, nhưng Lưu Văn Vĩ vẫn còn sống, không chết ngay tức khắc. Một bàn chân liền dẫm lên đầu anh ta. Ô thần à, vậy cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đất dày đến cỡ nào. Toàn trường đều tĩnh lặng. chương 257, bá tánh trong thiên hạ. Trong ấn tượng của Lưu Văn Vĩ, khi còn đi học, Lạc Tú luôn là người chẳng hề thu hút sự chú ý của người khác. Đừng nói là luyện võ, mà ngay cả đánh nhau cũng không biết. Mới có 4 năm, làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Anh ta luôn cho rằng mình không phải người bình thường nên mới coi thường, liên tục khiêu khích Lạc Tú. Bởi vì trong mắt anh ta, Lạc Tú giống như một con kiến, có thể tùy ý bóp chết bằng đầu ngón tay. Nhưng bây giờ thì sao? Chính anh ta mới là kẻ muốn chết. Trong nháy mắt, con kiến đã biến thành con rồng khổng lồ. Chỉ vẻn vẹn một cái tát, thậm chí anh ta còn không có tư cách để đấu hai chiêu với người ta đà kích này khiến Lưu Văn Vĩ hoàn toàn không dám tin. Vu Sa Sa càng kinh ngạc hơn, hóa ra Lạc Tú cũng không phải là người bình thường ư? Trước đây cô ta luôn sùng bái Lưu Văn Vĩ, có thể nói anh ta là nhân vật có bản lĩnh thần thông, vậy mà bây giờ lại không đỡ nổi một tát của Lạc Tú. Thẩm Nguyệt Lan cũng ngẩn người, chỉ có Giang Đồng Nhiên luôn giữ im lặng là đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô ta đã từng chứng kiến Lạc Tú nổi giận đánh người, có lẽ người bình thường thật sự không phải là đối thủ của Lạc Tú cậu là thần giả đúng không? Ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi. Mặc dù bây giờ Lưu Văn Vĩ đã bị Lạc Tú đánh thành trọng thương gần chết, cả người đau đớn không thể chịu nổi, nhưng vừa nghe thấy câu châm trọng này cũng cảm thấy mặt đỏ tía tai. Anh ta không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Hóa ra là do anh ta luôn tự cho mình là đúng. Cậu đừng đắc ý, cho dù tôi chết thì cậu cũng sẽ sớm đi theo tôi thôi. Hôm nay có nhiều cao thủ hội tụ ở đây như vậy, Cậu sẽ sống không nổi đâu." Lưu Văn Vĩ khó khăn thốt ra câu này. "Hôm nay có không ít tiền bối danh tiếng lấy lừng có mặt tại đây, thực lực không hề thua kém tông sư. Cho dù Lạc Tú là võ giả nội kình thì sao chứ? Anh chỉ có thể bị người khác bóp chết mà thôi." "Được, vậy thì cậu hãy mở to mắt chó của mình ra để nhìn cho rõ các vị thần trong mắt của cậu lần lượt bị tôi đạp dưới chân như thế nào." Lạc Tú khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía Vu Vương Thạch Tứ Quỷ. "Được." thảo nào lúc nãy cậu lại tự tin ăn nói như vậy với tôi vu vương thạch tứ quỷ cười khẩy hóa ra là do chúng tôi đã nhìn lầm không ngờ cậu lại là võ giả nội kinh đại thành lúc nãy lạc tú có thể tát lưu văn vĩ ngã xuống đất tất nhiên đã chứng tỏ thực lực của lạc tú thực lực của lưu văn vĩ cũng không tầm thường nếu anh có thể đánh bại lưu văn vệ chỉ trong một chiêu thì anh chỉ có thể là nội kinh đại thành mà thôi được coi như cậu có đủ tư cách để nói chuyện với tôi Thạch tứ quỷ ngạo nghễ nói. Mặc dù ngoài mặt ông ta nói như thế, nhưng trong lòng vẫn coi thường lạc tú. Chỉ là một võ giả nội kinh mà thôi, vẫn chưa đủ để ông ta coi trọng. Nhưng quả thật hôm nay bọn họ đã làm những chuyện không mấy vẻ vang, hơi hạ thấp thân phận và địa vị của bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng định ăn cướp một cách trắng trợn, hơn nữa còn cướp từ tay của một tiểu bối. Với thân phận của bọn họ mà làm chuyện như vậy, e rằng sau này truyền ra ngoài sẽ trở thành đề tài để người khác bàn tán. Thế là ông ta lại lên tiếng. Nể tình cậu tu luyện khó khăn, chúng tôi sẽ nói lý lẽ với cậu, cậu hãy giao đơn thuốc ra đi. Tôi vẫn nói câu nói đó, ông bảo tôi giao thì tôi phải giao à. Lạc tú chế diễu lại. Chàng trai trẻ, huyết thi vương đã làm hại một phương, nếu cậu có đơn thuốc thì nên giao ra đi, để chúng ta dễ dàng tiêu diệt huyết thi vương hơn, rồi dẹp yên một phương đây cũng là việc góp chút sức mọn cho bá tánh trong thiên hạ đinh lão quái của kim cương môn đột nhiên đứng ra cười khẩy lão ta đúng là am hiểu độ mặt dày có thể nói chuyện cướp đoạt một cách oai phong lẫm liệt như vậy người nhà của ông có biết ông đạo đức giả như vậy không lạc tú khinh thường nhìn đinh lão quái sao lạc tú có thể chịu thiệt trong trò vặt vãnh này chẳng lẽ các ông không biết ai đã thả huyết thi vương ra hay sao chỉ vì ham muốn của bản thân mà làm hại bá tánh, còn đẩy mình lên vị trí đức cao vọng trọng. ông tưởng mình đang đóng phim chính tà đại chiến à? còn vì bá tánh gì chứ? lạc tú chẳng hề nể nang của trách. mặt đinh lão quái nhất thời đỏ bừng. thằng danh này mày dám? hai, tôi nói này chàng trai trẻ, cậu đừng nói mấy tiền bối danh tiếng lẫy lừng như chúng tôi bắt nạt cậu. nếu cậu nể mặt tôi giao đơn thuốc ra thì hôm nay tôi sẽ bảo đảm cậu được bình yên vô sự. Trương Phong Hổ vị tông sư ở xuyên tây đứng ra nói. Cả người ông ta tràn đầy khí thế bức người, luôn có một cỗ hơi thở cuồn cuộn như biển cả, khiến người khác cảm thấy áp lực gấp bội. Ông bảo đảm cho tôi ư. Tôi e rằng ông vẫn chưa đủ tư cách đâu, lạc tú coi thường. Đồng thời tôi cũng nhắc ông một câu, bình thường người đòi tôi nể mặt đều có kết cục rất thảm hại. Chàng trai trẻ, cậu quá tự đại rồi đó. Nếu cậu đã là võ giả, chắc cậu cũng biết tông sư không thể chịu nhục trương phong hổ giận dữ nói ông ta vốn tưởng rằng lạc tú là người đồng đạo chắc chắn sẽ nể mặt khi đối mặt với tông sư như ông ta nhưng ông ta không ngờ rằng thanh niên này lại ngông cuồng như vậy chẳng hề nể mặt ông ta ông ta nhất thời nổi lên sát khí với lạc tú tôi khuyên cậu bây giờ hãy ngoan ngoãn giao đơn thuốc ra đi như vậy chúng ta còn có chỗ để thương lược nếu cậu chọc chúng tôi không vui rồi một tát đánh chết cậu thì sẽ uổng phí khổ luyện mà cậu đã vất vả trương phong hổ trừng mắt nhìn lạc tú ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo ông ta nhất định phải lấy được đơn thuốc chàng trai trẻ cậu có biết những người trước mặt là ai không một đại lão khác bỗng lên tiếng hỏi cậu làm như vậy là đang gây ra tai họa lớn cho bản thân đấy các ông là ai quan trọng lắm à lạc tú vẫn rất khinh thường nói đừng thấy đám người này ăn nói đàng hoàng chẳng qua bọn họ đang muốn cướp lấy đơn thuốc mà thôi nhưng lại sợ bị người đời bàn tán nên mới dây dưa nửa ngày, không dám ra tay ngay. Điều này đã khiến Lạc Tú cảm thấy mấy nhân vật có thể nói là làm mưa làm gió một phương này không bằng đám côn đồ ngoài đường phố. Người mà cậu vừa mới nói chuyện chính là Trương Phong Hổ Tông Sư ở Xuyên Tây. Ông ấy có mối quan hệ chặt chẽ với núi Nga Mi, dưới trướng có rất nhiều đệ tử. mươi 258, các ông cùng sông lên đi có lẽ nhà họ Lục không có nhiều tên tuổi vang dội trong xã hội hiện đại thậm chí có thể nói là không có bao nhiêu người biết, nhưng trong giới võ giả và tu đạo thì lại là gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng bình thường cực kỳ khiêm tốn, rất ít đệ tử nhà họ lục ra ngoài dạo chơi. Nhưng là thế gia phù văn, nghe nói gia chủ nhà họ lục có bản lĩnh thông thiên, có thể thông qua phù văn để mời thần đuổi quỷ, có quan hệ thân thiết với tát mãn và khiêu đại thần ở Đông Bắc Đương Đại. Hơn nữa, nghe nói chuyện sông Trường Giang khô cạn từng gây xôn xao dư luận, cũng do nhà họ lục đã ra tay làm phép dẫn đến đại chiến với Hạ Yêu. Năm 1954 sông Trường Giang khô cạn, nếu là người dân sống ở thành phố Thái Hưng, có lẽ sẽ hiểu khá rõ về chuyện này. Nhưng không ai biết lúc đó nhà họ Lục đã đánh nhau với Hạ Yêu hay thứ gì khác. Nhưng lúc đó sông Trường Giang thật sự đã khô cạn trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Điều này đủ để chứng tỏ người nhà họ Lục đáng sợ đến nhường nào. Là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lục đương đại, từ nhỏ Lục Tề Thiên đã thông thạo đạo phù văn. Nghe nói anh ta từng lên Long Hổ Sơn ở Giang Tây học một khoảng thời gian, được Long Hổ Thiên Sư Đương Đại khen ngợi không ngớt. Mọi người đều cho rằng Lục Tề Thiên thật sự là thiên tài trong 100 năm qua của nhà họ Lục, một tay phù văn đạo thuật gần như đuổi kịp gia chủ nhà họ Lục. Vì thế, Lục Tề Thiên hoàn toàn không đặt lạc tú vào mắt, bởi vì anh ta thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo. Với phù văn đạo thuật của anh ta, Trừ khi gặp phải tông sư hoặc người tu hành nhập đạo, bằng không chỉ có thể bị anh ta nghiền ép. Thấy Lục Tề thiên ra sân, nhất thời trong mắt nhiều người đều hiện lên vẻ mong đợi, dù gì cũng được mở mang phù văn đạo thuật trong truyền thuyết, coi như chuyến đi lần này cũng không tốn công vô ích. Cộng thêm Lục Tề thiên có khí chất bất phàm, tướng mạo xuất chúng, nên rất nhiều cô gái đều mỉm cười với anh ta. Còn đối với Lạc Tú, anh ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng, đương nhiên sẽ khiến nhiều người lộ ra vẻ mặt khinh bỉ anh sẽ hối hận vì những gì mình vừa nói lục tề thiên từ tốn đi về phía lạc tú anh ta giơ lá bùa màu vàng kẹp giữa ngón tay trỏ miệng không ngừng lẩm bẩm thần đến lục tề thiên bỗng gầm lên lúc này khí thế của anh ta đã thay đổi đây là chiêu mời thần bằng phù văn rất giống với khiêu đại thần ở đông bắc nhưng lại khác hơn nữa chắc chắn thần được mời tới không phải là nhân vật tầm thường Mái tóc dài của Lục Tề Thiên bay phấp phới, khí thế tăng vọt, thậm chí xung quanh còn nổi gió to, như thể từ nơi sâu xa có một sức mạnh kỳ lạ đang tăng cường trên người Lục Tề Thiên. Điều này đã khiến mọi người kinh ngạc thốt lên, nhất là khi bọn họ nhìn thấy xung quanh Lục Tề Thiên lại xuất hiện một tầng ánh vàng. Trước đây tôi cảm thấy đây chỉ là thủ đoạn lừa gạt, hôm nay được tận mắt nhìn thấy mới biết mình thật nông cạn, trên đời này thật sự có những thứ này. Có người cảm thán, có thể nói bản lĩnh này thật sự thần thông ngay cả vị tông sư ở xuyên tây và thạch tứ quỷ cũng đứng dậy. Ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Ánh vàng đó giống như một lớp lụa mỏng dính lên người lục tề thiên, phát ra ánh sáng lung linh, giống y như thần tiên hạ phàm. Bản, bản lĩnh này thật sự. Mọi người đều trợn mắt há mồm, ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin. Nhất là vu xa xa, bây giờ ánh mắt cô ta lại giấy lên tia hy vọng, cho dù lạc tú mạnh đến đâu đi chăng nữa thì sao chứ chẳng lẽ anh có thể ngăn cản thần thông này vượt ra ngoài sức mạnh của thế tục hay sao lục tề thiên di chuyển hóa thành một ánh vàng động tác nhanh đến mức khiến người khác không thể nhìn thấy rõ anh ta tung ra một cú đấm thậm chí không khí còn nổ tung âm thanh đinh tai nhức óc giống như sấm nổ cú đấm của anh ta có thể dung chuyển núi non một khi đấm xuống có thể đấm bẹp một chiếc ô tô vì thế anh ta tự tin rằng một đòn có thể đấm lạc tú đến mức nát thịt lục sư điệt hãy giữ lại mạng của cậu ta để hỏi cho ra đơn thuốc. Thạch tứ quỷ thấy cú đấm này lao tới với khí thế bức người thì sợ hãi bật thốt. Nhưng đã quá muộn rồi, rõ ràng lục tề thiên đã bị mấy câu nói lúc nãy của lạc tú chọc giật, nên vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Chỉ là một võ giả nội kinh đại thành cũng dám hống hách trước mặt tôi. Chết đi! Bùm! Xung quanh bụi bay mù mịt, mặt đất lấy hai người làm trung tâm sụp đổ thành một vòng tròn, thậm chí nhiều người còn bị ù tai mặc dù bụi bay mù mịt nhưng vẫn có người nhìn về phía đó cả hai bóng dáng đều không nhúc nhích nhưng bỗng có một tiếng phụt lục tề thiên bỗng hộp máu ánh mắt hiện lên vẻ không dám tin chuyện này sao có thể lục tề thiên giận dữ gào thét nhìn thì có vẻ lộng lẫy tôi còn tưởng anh mạnh đến cỡ nào lạc tú nở nụ cười chế giễu lạc tú vốn định mở mang tầm mắt về sức mạnh phù văn của nhà họ lục nhưng đã khiến anh thất vọng rồi cũng đúng tôi quá đề cao anh rồi lạc tú lắc đầu nói anh vốn tưởng rằng mặc dù hiện nay trái đất không thích hợp để tu đạo nhưng vẫn sẽ có một số thứ truyền lại từ thời thượng cổ ai dè chỉ là mấy thứ hào nhoáng ở bên ngoài nhưng bên trong lại trống rỗng nó thật sự kém xa với bản lĩnh mời thần linh thực thụ của tiên giới cái được gọi là phù văn kia chỉ là ngôn ngữ đặc biệt kết nối với thần minh thậm chí còn có thể kết nối với trời đất nhưng tiếc rằng thứ mà lục tề thiên mời tới chỉ là một luồng khí kỳ lạ, chứ không phải là thần minh thực thụ. Nhìn thì có vẻ lộng lẫy, nhưng thậm chí còn không đánh lại một tông sư bình thường. Điều này đã khiến lạc tú nhất thời cảm thấy thất vọng. Đúng lúc này, cú đấm của lục tề thiên bị lạc tú đỡ bằng một trường, nhưng lại khiến anh ta chấn động đến mức hộp máu. Lạc tú lắc đầu thất vọng, túm lấy nắm đấm của lục tề thiên, rồi đột một dùng sức, ném mạnh anh ta xuống đất. rầm lại là một tiếng vang kịch liệt, cả người lục tề thiên bị đập xuống đất, tạo thành một chiếc hố sâu. Nếu không có ánh vàng che chở, e rằng lục tề thiên đã biến thành một đống bùn nhão. Nhưng dù là thế, lục tề thiên vẫn bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, khí huyết sân trào, ánh vàng bị đánh tan, mắt tai mũi miệng đều là máu tươi. chương 259, đại chiến ngút trời bọn họ cùng sông lên ư. Tất cả người bên thạch tứ quỷ đều bật cười. Chàng trai trẻ, rốt của cậu có biết mình đang nói gì không? vị tông sư ở xuyên tây chế diếu quả thật lục tề thiên rất lợi hại nhưng chỉ đặt trong thế hệ trẻ tuổi còn ở thế hệ đi trước thì thật sự không đáng được nhắc đến nói cách khác là hoàn toàn không cùng đẳng cấp bởi vì ở đây ông ta là tông sư mà hai người kia cũng không thua kém gì tông sư khẩu khí của cậu lớn nhỉ? không ngờ cậu lại muốn khiêu chiến với ba vị tông sư ánh mắt của thạch tứ quỷ hiện lên sát ý chúng tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu lại liên tục khiêu khích chúng tôi chàng trai trẻ đừng nghĩ cậu có thể đánh thắng lục sư điệt thì cậu sẽ có tư cách khiêu chiến với tông sư hơn nữa còn là ba người cùng một lúc đinh lão quái của kim cương môn cười khẩy cho dù lâm hóa long tới đây e rằng ông ta cũng không dám khiêu chiến với ba người chúng tôi ánh mắt của trương phong hổ lóe lên tia hung ác đây là cơ hội tôi cho các ông bằng không tôi sợ lát nữa các ông sẽ hối hận Lạc Tú rất bình thản nói. Ha, danh con, cậu đúng là không coi ai ra gì, cậu tưởng cậu là ai. Thiếu niên tông sư đến từ Hoa Đông Hà. Thạch Tứ Quỷ đã thật sự đứng dậy. Thẩm Nguyệt Lan ở bên cạnh bỗng hét lên. Nhóc con, cháu còn không mau thu liếm lại đi. Bà thật sự lo lắng cho Lạc Tú, ba người bọn họ thuộc cấp bậc tông sư đấy. Cảnh giới tông sư đáng sợ đến nhường nào. Đó chính là sự tồn tại thở ra cũng có thể giết người đã muộn rồi, cậu đã chọc giận bọn tôi rồi. Trương Phong Hổ bật dậy, nhất thời dẫm mặt đất thành một chiếc hố sâu. Ông ta là tông sư võ đạo hành luyện đại thành, cả người đau thương bất nhập, cho dù là sư tử hổ báo nhìn thấy ông ta cũng phải đi đường vòng. Nếu cậu đã không biết trời cao đất rộng như thế, vậy thì tôi sẽ ban thưởng cái chết cho cậu. Đinh lão quái của Kim Cương Môn cũng đứng dậy, khí thế bức người, vừa dẫm chân xuống đất, đất cát ở dưới chân đã bay lên, chỉ trong tích tắc, một hình bát quái đã xuất hiện trong toàn bộ trại. Một khi ở trong trận pháp của nhất mạch kỳ môn độn pháp, thì chẳng khác nào đang bị nhốt trong một cái lồng. Hậu bối ngu dốt, không ngờ lại dám kiêu căng tự mãn như vậy. Vu vương thạch tứ quỷ cũng bước ra, cả người bốc khói đen, giống như ác quỷ. Thuật phu cổ của ông ta đã sớm đạt tới đạt thành, cực kỳ bá đạo, nhưng hơi nghiêng về phía âm, thậm chí nhiệt độ xung quanh còn giảm xuống vài độ nhiều người bị lạnh đến mức run rẩy, thậm chí một số nơi còn đóng băng. Xong rồi, Lạc Tú hoàn toàn xong sắc rồi. Thẩm Nguyệt Lan lo lắng nhìn Lạc Tú. Đám người vu xa xa cũng lắc đầu. Với khí thế này, ngay cả tay ngang như bọn họ cũng có thể nhìn ra, bây giờ nơi này đang ngập tràn khí thế cực kỳ áp bức của ba vị thuộc cấp bậc tông sư này. Cậu sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình. Lưu Văn Vĩ nằm ở bên cạnh, vừa ho ra máu vừa cười khẩy trên mặt tràn đầy khoái cảm. Anh dám khiêu chiến với ba nhân vật thuộc cấp bậc tông sư cùng một lúc ư. Chuyện này nực cười đến cỡ nào. Hành động điên cuồng này chẳng khác nào đang tự sát. Mọi người đều rời khỏi trại, không ai dám ở lại nơi này nữa. Nếu ba nhân vật thuộc cấp bậc tông sư này cùng ra tay, chắc chắn lực phá hoại sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Giết! Trương phong hổ vị tông sư ở xuyên tây bỗng quát lớn, lần này thật sự giống như sấm chớp mưa bão, thậm chí chấn động đến mức mọi người đứng quan sát trận chiến từ phía xa cũng bị ù tai, mấy nhà sàn ở xung quanh cũng bị sụp đổ. Tông sư đáng sợ đến nhường nào. Hoành luyện vừa tung ra, đao thương bất nhập, càn quét trăm quân. Ông ta nhất thời nhảy lên, tung ra một quyền như thương long ra khỏi biển, lại giống như mãnh hổ vồ mồi, cực kỳ ác liệt, thật sự mang theo khí thế bổ đôi núi, càn quét bát hoang. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, đây chính là sự đáng sợ của tông sư ư trình độ sức mạnh này thật sự là thứ mà con người có thể sở hữu nhưng lạc tú lại ngạo nghễ đứng ở trung tâm chẳng hề tránh né đồng thời cũng vung nắm đấm ồ trương phong hổ khẽ ồ lên rồi nhanh chóng cười khẩy dám lấy cứng đối cứng với tông sư hoành luyện chẳng khác nào tự tìm đường chết công phu hoành luyện là công phu ngoại gia mặc dù không bằng công phu ngoại gia đẳng cấp như kim trung trảo thiết bố sam nhưng một khi luyện tới đại thành thì uy lực cũng không hề thua kém hai loại công phu kia bùm xung quanh dung chuyển như bị động đất nhà sàn ở xung quanh cũng nhất thời bị sụp đổ như giấy đam mỹ hát văn ngay cả kính ô tô đậu ở bên trong cũng nổ tung không đúng thằng nhãi này cũng thuộc cấp bậc tông sư là cao thủ hoành luyện không được khinh địch trương phong hổ bỗng hét lớn rồi ông ta bị bắn ra ngoài như đại bác ông ta vốn cho rằng với công phu hoành luyện của mình có thể một quyền đánh lạc tú thành bùn nhão. Nhưng đến khi đánh chúng người lạc tú, ông ta mới nhận ra rằng mình đã bất cẩn, cơ thể của đối phương cực kỳ rắn chắc như kim cương. Thậm chí nắm đấm của ông ta cũng bị dạn nứt, một cơn đau thấu tim đột nhiên kéo đến, tiếp theo đó là một cú đá nổ tung với lực cực kỳ mạnh. Chỉ một cú đá thôi, nhưng lại giống như long trời lở đất, núi lớn đổ sụp khiến người khác không thể chống đỡ nổi. Cả người ông ta vẫn còn lơ lửng nhưng đã bắt đầu không ngừng ho ra máu thậm chí ông ta còn cực kỳ ngơ ngác, ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Bên kia, phu vương cũng lao tới, không biết từ khi nào xuất hiện một con rắn lớn dài 5m6 và một con rết dài hơn 1m chui lên từ dưới đất. Nó nhả ra khói đen, hai con cổ trùng cực kỳ hung ác tấn công từ hai hướng. Còn thạch tứ quỷ không biết từ khi nào đã đi vòng ra sau lưng lạc tú, hai tay đen như mực, nhân cơ hội này tóm lấy lạc tú. Phu vương nở nụ cười chế giễu. Cho dù lúc nãy phát hiện ra Lạc Tú cũng là tông sư thì sao chứ? Ông ta đã đánh lén thành công rồi. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta bỗng cứng đờ. Nếu đổi thành người bình thường, đừng nói là đối mặt với hai con cổ trùng này, mà chỉ cần tới gần một chút, cả người đã chảy mủ mà chết. Bởi vì hai con cổ trùng này liên tục được tôi luyện, ngày nào cũng ăn một số thứ kịch độc. Ngay cả thi độc trên người Thi Vương cũng được ông ta đút cho hai con cổ trùng này. Nhưng Lạc Tú lại chẳng thèm liếc nhìn hai con cổ trùng này, mà chỉ thốt ra hai chữ: "Chết đi." Lạc Tú không hét ầm lên như Trương Phong Hổ, nhưng lại mang sức mạnh khiến người khác chấn động cả hồn phách. Thậm chí, nhiều người ở xa đều nhất thời cảm thấy khiếp đảm. Như thể giọng nói vừa rồi khiến hồn phách của bọn họ sắp rời khỏi cơ thể. Chương 260: Tôi đã kết nghĩa anh em với cậu ta. Mưa đạn từ những chiếc lá ập đến, mặc dù thạch tứ quỷ đang lùi về sau nhưng lúc đến gần ông ta đã thành công thi triển vu thuật thuật vu cổ không chỉ có cổ thuật mà còn có vu thuật thần bí vu thuật cổ xưa lại thần bí bắt nguồn từ thời viêm hoàng cổ đại thậm chí có quan hệ mật thiết với nhất mạch miêu cương và chiến thần si vưu chỉ thấy sau khi thạch tứ quỷ lùi về sau đã nhảy ra xa cả người quỷ dưới đất vái chào lạc tú đồng thời lấy một hình nộm ở trong ngực ra Hai mắt của người nộm đó tự dưng chảy máu. Cả người lạc tú không khỏi run lên. Cuối cùng binh lão quái cũng chuẩn bị xong. Tử trận, loạn táng cương. Nhất thời mặt đất xung quanh nứt ra rồi sụp đổ. Khung cảnh trước mặt lạc tú thay đổi, xung quanh đều là loạn táng cương. Đây là uy lực của trận pháp, khiến lạc tú nhất thời ngẩn người. Có thể nói kỳ môn độn giáp vô cùng thần kỳ, cướp đi sự kỳ diệu của đất trời ở phía xa, một tảng đá lớn như một chiếc ô tô lăn thẳng về phía lạc tú như một quả đại bác. Âm âm, trại hoàn toàn bị phá hủy. Một chiếc hố sâu mười mấy mét xuất hiện, vô cùng đáng sợ. Bùn đất tung bay, dứt khoát chôn sống lạc tú. Một thằng quát con cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi. Thạch tứ quỷ nắm chặt hình nộm trong tay. Dứt khoát xé xác hình nộm thành từng mảnh. Trương phong hổ cũng từ xa đi tới, trên mặt nở nụ cười khẩy không thể không nói lúc nãy chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta nếu ba người chúng ta chiến đấu đơn độc với cậu ta e rằng kết quả sẽ khó mà lường trước được đáng tiếc cậu ta đã gặp phải là ba người chúng ta cùng liên thủ đinh lão quái hử lạnh lúc này mọi người quan sát trận chiến từ xa đều không dám nói chuyện ai cũng kinh ngạc nhìn trại đã biến mất ở trước mặt nơi đó đã biến thành một vùng bằng phẳng thậm chí cái hố khổng lồ ban nãy còn trôn vùi mấy chiếc xe đậu trong trại đây chính là cao thủ thuộc cấp bậc tông sư ư mọi người đều bị chấn động thật khủng khiếp mọi người đều hít ngụm khí lạnh đây đã không còn là sức mạnh của con người nữa từng tốp người lần lượt đi về phía đám người thạch tứ quỷ bọn họ muốn tới gần để bày tỏ lòng sùng bái với mấy người này dù gì ban nãy bọn họ cũng thể hiện bản lĩnh quá kinh khủng giang đồng nhiên nước mắt lưng tròng không dám tin rằng lạc tú lại chết như thế Thẩm Nguyệt Lan cũng từ từ bước tới. Chỉ có vu xa xa là lắc đầu, như thể đã sớm dự đoán kết cục này. Cậu đã nhìn thấy chưa? Lưu Văn Vĩ vẫn còn chút hơi thở, nhưng cũng sắp chết rồi. Có điều trên mặt anh ta lại cười gần. Đây chính là kết cục cho sự ngông cuồng của cậu. Vu xa xa lại thở dài, lạc tú ơi lạc tú, nếu cậu không ngông cuồng như vậy. Thì cậu đâu ra nông nỗi này? Trước mặt mấy nhân vật này mà cậu cũng dám ngông cuồng ư? chẳng khác nào đang tìm cái chết vu sa sa cũng bước tới nhìn ba nhân vật cấp bậc tông sư này bằng vẻ mặt và điệu bộ sùng bái tông sư không thể chịu nhục trương phong hổ cười gằn nhất thời mọi người đều lạnh sống lưng lúc nãy sức mạnh gần như là thần minh của bọn họ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người một tiểu bối trẻ tuổi mà cũng dám cản rỡ trước mặt tôi ư sao cậu ta không nhìn thử xem mình là hạng người gì đinh lão quái cười khẩy Người như vậy chết chưa hết tội. Nhưng lúc mấy người này đang đắc ý. Ồ, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, khiến mọi người nhất thời kinh ngạc. Thế cơ à, giọng nói đó lại vang lên. Đó là giọng của Lạc Tú. Đám người thạch tứ quỷ nhất thời biến sắc. Chuyện này sao có thể? Mọi người bỗng cúi đầu nhìn xuống đất. Mấy người đang tìm tôi à? Nhưng giọng nói đó không phát ra từ dưới lòng đất, mà là ở trên đỉnh đầu ở trên trời cuối cùng cũng có người phát hiện ra đúng lúc này một người từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì trương phong hổ đã cảm thấy có một ngọn núi đang đè lên lưng mình sang rắc trương phong hổ quỳ xuống đất ngay đầu gối của ông ta đã vỡ nát nhưng vẫn chưa kết thúc vì lực này quá nặng nên đã đè thẳng ông ta xuống bùn đất trương phong hổ bị đạp thẳng xuống đất ngoại trừ phần đầu đang ở bên ngoài thì cả người đều lún sâu vào bùn đất. Bên ninh lão quái cũng y như thế, răng rắc, đầu gối của ông ta đã vỡ nát, ông ta cũng quỷ dưới đất, rồi bị đè xuống bùn đất giống như trương phong hổ. Trên vai bọn họ đều có một chân. Đó chính là chân của Lạc Tú. Lạc Tú thích thú nhìn Thạch Tứ Quỷ. Cậu, chuyện này, sao có thể? Thạch Tứ Quỷ sợ tới mức không nhịn được lùi về sau. Rõ ràng cậu đã trúng vô thuật của tôi, còn bị tảng đá lăn trúng, rồi bị đinh tiên sinh chôn vùi rồi mà. Không gì là không thể, Lạc Tú lắc đầu đáp. Ông muốn tự ra tay hay để tôi ư? Lạc Tú nhìn Thạch Tứ Quỷ. Cậu? Bùm, Lạc Tú ra tay, vỗ vai Thạch Tứ Quỷ, Thạch Tứ Quỷ cảm thấy mình như bị ngọn núi lớn đè xuống, bả vai vỡ nát, cả người bị đập thẳng xuống bùn đất, chỉ còn lại phần đầu. Mọi người xung quanh đều sợ đến mức mất hồn. Thật ra lúc nãy vào thời điểm cuối cùng lạc tú đã nhảy lên cao chỉ là tốc độ quá nhanh nên mọi người chẳng hề phát hiện ra lúc này ba người thạch tứ quỷ đã cực kỳ kinh ngạc cậu cứ chờ đấy vị thiếu niên tông sư ở hoa đông sớm tới đây rồi thạch tứ quỷ rất không cam lòng nói mặc dù bọn họ không hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ biết lúc nãy mình đã bị lạc tú tập kích hơn nữa trương phong hổ cũng đã nói lạc tú là hoành luyện đại sư nếu bị hoành luyện đại sư tiếp cận đánh lén thì bọn họ thua cũng là chuyện bình thường. Đúng đó, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng phạm sai lầm, nếu vị thiếu niên tông sư kia tới thì một trưởng cũng có thể đánh chết cậu. Nhân vật như Phong Thiên Lôi cũng không thể đỡ nổi một chiêu của thiếu niên tông sư đó, nếu cậu không thả chúng tôi ra thì cậu sẽ chết chắc. Đinh lão quái cũng hung ác nói. Lạc Tú, tôi khuyên cậu hãy thu tay lại đi. Vu Sa Sa cũng mạnh dạn lên tiếng cô ta luôn nghe nói vị thiếu niên tông sư kia lợi hại đến cỡ nào nếu vị thiếu niên tông sư kia đến dù lạc tú mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng phải bỏ mạng thôi tôi thừa nhận chúng tôi đã coi thường cậu nhưng cậu cũng phải biết rằng tông sư cũng có kẻ mạnh kẻ yếu nghe nói vị thiếu niên tông sư này đã là nửa bước hóa cảnh thủ đoạn xuất quỷ nhập thần thạch tứ quỷ uy hiếp ông ta không cho rằng lạc tú sẽ là đối thủ của vị thiếu niên tông sư kia bởi vì ông ta không bị phong thiên lôi đánh bại trong mười mấy chiêu mà sự thật là bị đánh bại trong một chiêu ông ta nói vậy là vì sĩ diện mà thôi hơn nữa lúc đó phách không trưởng của phong thiên lôi vẫn chưa đạt tới đại thành bây giờ đã đạt tới rồi vẫn bị thiếu niên tông sư một trưởng đánh chết có thể thấy vị thiếu niên tông sư đáng sợ đến nhường nào tốt nhất là cậu đừng phạm sai lầm nữa lão phu từng kết nghĩa anh em với cậu ta nếu cậu ta nhìn thấy cậu đối xử với lão phu như vậy thì cậu sẽ tàn đời Đúng lúc này, Trương Phong Hổ bắt đầu khoác lác. Nhóc con, nếu không thì cháu hãy thua tay lại đi. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Lan cũng đứng ra nói. Sở dĩ bà đến gặp vị thiếu niên tông sư này là vì bà đã gọi cho Lâm Hóa Long. Ông ta đã đánh giá vị thiếu niên tông sư này không hề thua kém ông ta, thậm chí còn hơn cả ông ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 260